Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mẫu hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi cho các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Đấy, các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cầm cho anh hai cái túi táo ở đây. Không còn viên nào à? Đưa cho anh đi biển nào. Hôm nay thì bên shop về cho các bác mã sản phẩm đó là cái nho khô các bác nhá, nho khô. Đó. Nho khô của Hàn Quốc này. Hàng thì sản xuất tại Hàn Quốc nhá, được phân phối bởi tập đoàn Samsung này, đấy tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Các bác có thể mua về để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua về để đi Tết này, vừa sang xị mịn vừa lịch sự này. Đó. Thì hạn sử dụng của nó khá là dài luôn. Và bên shop bán theo một bịch như này nhá. Một bịch như này thì đây. Nho của nó thì hạt của nó rất là đều nhá, hạt to đều đẹp. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Nho của Hàn Quốc rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một hộp nho khô này thôi. 90.000 cho hộp nho khô này nhá. Hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea luôn các bác nhá. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc luôn. Rất tuyệt vời, rất chất lượng này. Chất nho thì các bác biết rồi. Đấy, khỏi phải bàn luôn. Đây, hạt to đều đẹp. Đấy, không chất bảo quản, không phẩm màu nhá. Giữ nguyên màu nguyên vị các bác nhá, nguyên màu nguyên vị. Ăn thì ngọt và ngọt thanh nhá, và không bị chát nhá, không bị chát các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một bịch nho khô như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là nho khô, giá của nó sẽ là 90k các bác nhá. Nho khô 90.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nho khô này. Nho khô, giá của nó sẽ là 90k trên một hộp như này nhá. 90.000 cho một hộp nho khô như này. Hàng này thì rất tuyệt vời luôn. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đây. Đấy, made in Korea nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất đẹp. Lên mã giúp cho em là nho khô. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhá. Đấy, một cái dòng điện thoại Nokia, một cái dòng điện thoại một SIM. Đấy, một SIM như này. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng thôi. Cái giá thì giá cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi rồi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con điện thoại một SIM như này. Giá sẽ là 150k nhé. Bao gồm cho các bác là một pin này. Đấy, một pin này, một củ sạc này và một chiếc điện thoại như này. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, rất ngon lành nhá. Đấy, bàn phím thì cực kỳ là êm, nổi, rất là ngon lành cho bác luôn. Combo này, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đó. Giá chỉ 150.000 thôi. Về nhà các bác chỉ cần là lắp SIM và là mình nghe gọi bình thường thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là điện thoại một SIM nhá. Điện thoại một SIM này. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là set thìa đũa nhá. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác này, bao gồm cho các bác là 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một cái combo như này sẽ bao gồm cho các bác là hàng sẽ là hàng inox 304, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Và cái giá thì sẽ là 80.000 cho 6 cái thìa. Đây, nguyên cái thìa đã chất lượng rồi, dày dẫn chắc chắn này, dày dẫn chắc chắn vô cùng luôn các bác nhá. Đó, inox 304 này, Su-304, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó. Và rất là cứng cáp, dày dẫn chắc chắn, cứng cáp, sáng bóng đẹp, rất dễ rửa ráy nhá và to dày dẫn. Đấy, combo cho các bác này, 6 thìa và 6 đôi đũa. Đây, 6 thìa, 6 đôi đũa như này, đầu đũa có đánh nhám chống dính luôn. Mà cái giá thì thực sự là yêu thương luôn nhá. Đấy, thực sự là yêu thương luôn. Các bác lên cho em là set thìa đũa nhá, set thìa đũa. Đấy, set thìa cộng với lại đũa luôn, thìa cộng đũa nhá. Đấy, giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80k cho một set như này. Các bác chả đi đâu mà mua được combo cho em là 6 cái thìa rồi và 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng bàn chải của Hàn Quốc. Bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá, sợi than tre hoạt tính như này. Đó. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây. Các màu sắc khác nhau cho các bác luôn. Đây, đầy đủ màu mè cho các bác lựa chọn nhá. Được làm từ sợi than tre nhá, cực kỳ là đẹp luôn các bác này, cực kỳ là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là sốc luôn. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 cho 4 cái luôn nhá, 20.000 cho 4 cái. Bình thường nếu các bác đi ra ngoài mà mua nhá, đấy là cũng phải mất
10 đến 15 nghìn cho một chiếc bàn chải thường. Mà đây một cái chiếc bàn chải Hàn Quốc như này mà giá thì rất là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác mua 4 cái là bằng 20k này, 10 cái sẽ là bằng 40k. Đấy, 40k, và mua cả hộp như này là 30 chiếc là bằng 110 nghìn nhá. 30 cái, một hộp này là 30 cái là 110 nghìn. Đấy, một hộp này là 30 chiếc luôn, 30 chiếc là có 110k thôi. 30 chiếc được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Đây nó sẽ là một con cốc như này. Về nhà các bác dùng nó rất là tiện ích. Về các bác dùng có thể để mình pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc linh tinh và linh tinh luôn. Đấy, rất là đa di năng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin cho em. Lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các nhá. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó. Lắp cho em cái hai viên pin con thỏ nhỏ vào cái đít này cho em để mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, và rất dễ sử dụng. Đấy, lắp pin vào, sau đó thì các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, bật công tắc này lên này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái hạt nam châm từ trường. Đó. Và nó luôn luôn là dính vào đây. Đấy, các bác lấy ra rửa cũng được. Rất là ok. Mình bật thì nó sẽ xoay cái hạt nam châm từ trường này và nó giúp cho các bác ngoáy rất là tốt luôn. Bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn cao su luôn, rất là chặt. Bên ngoài thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Vừa để pha cà phê, vừa là pha ngũ cốc, pha các loại hạt rồi giữ nhiệt rất là tốt nhá. Lên cho em đó là cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy, dung tích của nó là 380 lít cả vỏ luôn. Cốc tự khuấy này, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con cốc tự khuấy như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là gắp nóng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con gắp như này. Thì các bác có thể dùng để mình pha mình gọi là làm trong nhà bếp. Làm trong nhà bếp thì các bác có thể dùng để mình gọi là chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ như này. Các bác dùng để mình rán bánh này, lật bánh, lật cá, rồi chiên, rồi nói chung là làm các đồ đoàn đều ok hết. Và cái giá thì thực sự là rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em là gắp nóng nhá. Giá nó sẽ là 30k cho một em gắp nóng như này. 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có quạt này. Đấy, có quạt này. Đấy, có cả quạt mát cho các bác luôn. Quạt mát này các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn quạt đi cho nó dễ. Đó, tại vì nó có cả cái quạt như này. Thì lên cho em là đèn quạt đi, tại vì đèn bão thì nhiều bác lại nhầm với những cái loại đèn khác. Đó. Và cái đèn này nó sẽ có là một đèn và một quạt, thì lên cho em là đèn quạt nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con đèn quạt như này thôi. Đấy, nó sẽ có là đèn này, đấy, và đầu bên này thì sẽ có một cái quạt mát này. Đấy, một quạt mát luôn. Đấy, đèn kèm quạt luôn. Và con này thì nó sẽ có sẵn pin rồi, và các bác có thể lắp thêm pin tiểu vào đây nếu mà cái pin bình thường nó hết, pin 168 nó hết thì các bác lắp pin tiểu vào cho em. Đấy. Cái quạt này các bác có thể sử dụng liên tục cho em trong vòng từ 3 đến 6 tiếng nhá, từ 3 đến 6 tiếng. Quạt rất là mạnh luôn. Đó. Các bác lên tên cho em là đèn bão hoặc là đèn quạt cũng được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. 100.000 tròn. Nó có dây sạc sẵn rồi. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em xong. Con này thì siêu tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Đèn quạt này. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho con đèn quạt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay này. Đấy, con này thì các bác dùng bằng tay mình tỉa thôi. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là xoay vòng như này và rất là tiện này. Đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây nhá. Đây ví dụ như cái chổi này em sẽ cắt thử này. Đấy, các bác đưa vào mình cắt như này chưa? Đó, cắt này. Đấy, ở đây nó sẽ đứt ra này. Các bác thấy không? Đó. Và khi mình đưa vào mũi thì cũng vậy thôi. Các bác cứ đưa vào này là cắt là nó sẽ ra nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay, giá sẽ là 50k. Đó. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi bằng tay nhá, giá sẽ là 50k một chiếc như này. 50k trong chiếc tỉa lông mũi bằng tay như này, rất tiện ích luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc thì bên shop bán theo vỉ nhá. Một vỉ này của nó sẽ là 60.000 cho một vỉ 10 cái này. 1 2 3 4 5. Đấy, là 2 dây là 10 chiếc, 10 chiếc là 60.000. Còn bán lẻ thì bên shop sẽ bán cho bác là 20.000 3 cái nhá. 20.000 3 cái, còn một vỉ 10 cái là 60.000. Đây. Các bác này. Đó. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 30, một chiều 50. Chất liệu 100% sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút nước. Đó. Các bác có thể dùng để mình thứ nhất là rửa mặt này. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa này. Đấy, mua một địch này về mình dùng dần và dùng vào các công việc đều được hết nhá.
Đấy, nhà có cỗ có bàn mình đưa ra mình lau tay cũng được, rất là sạch sẽ luôn, rất tiện ích. Ăn cơm ăn nước mình dùng để lau tay, lau mũi cho trẻ em cũng rất là ok. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là 10 cái. 60k trên một bịch như này nhá, 60k trên một bịch là 10 cái nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 20k. 20k thì được bằng 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà thì lô này về nó sẽ có cho các bác là cả màu đỏ nhá, có cả màu đỏ nữa đây các bác này. Đấy, màu đỏ cam như này. Đấy, màu cam như này các bác này, màu cam, màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Đó. Lô này về lại là màu đỏ cam nhá. Và giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Con này dung tích của nó là 1 lít nhá, dung tích của nó là 1 lít và con này giữ nhiệt rất là tốt luôn, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lưới lọc như này để các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt hoặc các cái loại đồ uống mình có sơ thì mình cho vào đây chứ, rất là tiện luôn. Đó, sau đó xoáy nắp vào. Con này thì nó cũng hơi giữ nhiệt thôi chứ không giữ hẳn là giữ nhiệt đâu. Đấy, nó cũng hơi giữ nhiệt thôi. Đấy, bên trong thì bằng inox sáng bóng này, dưới đít thì có lót cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện. Và con này thì cũng có chức năng giữ nhiệt nhưng mà nó không cao. Đó, và cái giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ có lô màu đen, lô màu vàng cam như này, đây lô màu cam nhá, 110k cho con ấm pha trà như này. Đó. Giá khá là hợp lý cho các bác. Vâng, chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái môi của Đức nhá, môi của Đức này. Đấy, giá thì chỉ có 70 cành cho một con môi như này thôi. Con này thì chấm hết đầy con rết luôn. Đó. Thứ nhất là môi khá là dài nhá, thì khi các bác để vào xoong để vào tô nó không bị chìm môi nhá. Thứ hai là lòng khá là sâu thì múc được nhiều nhá. Và thứ ba là nó là thân dẹt như này. Thân dẹt như này và inox 304 này, và thân dẹt như này thì khi các bác rửa thì nó rất là sạch. Rửa vuốt phát này sạch luôn, không bị võm. Thường những cái môi võm thì nó sẽ hay bị đọng thực phẩm, đọng thức ăn và nó sẽ đóng cấn ở đây, nó rất là bẩn. Nhưng mà con này thì rất là sạch luôn. Dùng múc cũng rất là vừa tay, hàng thương hiệu Winling của Đức hay người inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là môi Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k cho con môi Đức như này thôi. 70.000 cho con môi Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình 20 nhá. Con này dung tích là 2 lít cả vỏ và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá khá là rẻ luôn. Đấy. Bên ngoài thì bằng inox sáng bóng đẹp nhá. Inox sáng bóng đẹp. Con này thì các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này hoặc là đựng trà, đựng các loại nước uống đều ok hết nhá. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này không có chức năng giữ nhiệt đâu. Con này thì chuyên để dùng để mình đựng nước lọc mình uống thôi. Đựng nước lọc, trà hoặc là các cái loại nào mà mình muốn sử dụng để mình uống trực tiếp hoặc là nước đun sôi để nguội thì các bác cho vào đây chị em, nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Con này thì không có chức năng giữ nhiệt đâu nhá. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường thôi. Và cái giá thì cũng chỉ có 80 cành thôi, cho nên là các bác mua về để mình đựng nước thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà có trẻ nhỏ các bác dùng cái này nó không bị vỡ. Dùng cái đồ thủy tinh thì nó hay bị vỡ. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80.000. Đó. Lên cho em là bình 20. Bình 20 80k, dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho anh em các bác cái sản phẩm dành cho trẻ em đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây nó sẽ là một con máy như này. Đó. Và bao gồm cho các bác là một máy này, một dây sạc và một cái bộ thẻ bao gồm cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đó, rất nhiều các cái chủ đề để các bác có thể xem để luyện tập nhá. Đây. Đấy, về nhà thì các bác cho các em nó bật cái nguồn này lên này, bật cái nguồn này lên. Đó. Bật nguồn lên. Chúng mình bắt đầu nào. Đấy, ấn thẻ vào này. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Việt tiếng Anh luôn nhá. Ông nội này. Ông nội. Grandfather. Đấy. Hai mặt luôn nhá, chị gái này, em gái này. Em gái. Sister. Đấy, và rất nhiều ngôn ngữ với rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, cả tiếng Việt cả tiếng Anh. Thì cho về cho trẻ em nó luyện tập rồi chơi rồi giải trí rất là tốt luôn. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ giá sẽ là 95k nhá. Máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ giá sẽ là 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá. Đấy, nó sẽ là một cái viên kẹo như này. Đấy, hàng nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này thì con chuột nó sẽ bị thu hút bởi cái màu sắc nhá. Thứ nhất là màu sắc. Đấy, nó là một cái màu hồng như này rất là thu hút luôn. Và cái dòng này của nó thì hàng của Thái Lan nhá, hàng Thái Lan.
nguyên đai nguyên kiện như này, hàng của Thái Lan. Đấy, 100% toàn bộ chữ Thái hết nhá. Chữ Thái hết, mã tem, mã cốt, mã vạch đàng hoàng, hàng của Thái Lan đạt tiêu chuẩn. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, bán được rất là nhiều. Con này thì ưu điểm của nó khi mà một con chuột ăn thì nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Một con ăn là kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn cả họ luôn, chết cả gia đình cả họ dòng họ luôn các bác nhá. Đó, thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Và cái giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000, 30.000 trong hộp kẹo chuột thế này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Giá sẽ là 100.000 cho ba cái tô như này. Ba cái tô. Đấy, hàng dày dẫn sáng bóng đẹp và ba chiếc luôn. Đấy. 100.000 cho ba cái tô như này. Cũng khá là hợp lý, về nhà các bác có thể đựng cơm, đựng cháo, đựng thực phẩm, đựng thức ăn hoặc các cái đồ nào đều được hết nhá. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho ba cái tô như này. Con to nhất này thì dung tích của nó sẽ là 1.8 lít này, to nhất 1.8 lít này. Con nhỏ này là 1.2 lít và con nhỏ nhất này sẽ là 700 ml các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là bộ ba tô nhá. Bộ ba tô này, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100 cành nhá. 100.000 cho ba cái tô như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức nhá. Đấy, Winling hay hình người của Đức. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý nhá, chỉ có 100.000 cho ba cái tô như này thôi. Đấy, dùng thì bền bỉ chắc chắn và không lo bị vỡ, bị sứt mẻ các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khò ga con này. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đồng nhá. Con này nó sẽ là khò ga đồng và các bác dùng thì mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khò ga bằng đồng như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là đồng tự nhiên nhá, thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn, có điều chỉnh gió này và lắp phù hợp hết các loại bình ga nhỏ to ở Việt Nam mình. Lên cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho con khò ga đồng như này thôi. Khò ga đồng giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khò ga đồng như này. Con này rất tuyệt vời để các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con sạc dự phòng A nhá. Lên cho em là sạc dự phòng A. Đây nó sẽ là một con sạc kèm cả dây như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này. Đấy, Takasio Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Dung tích pin của nó là lên tới 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh. Đó. Và nó sẽ có 3 cổng sạc như này, 3 cổng sạc như này cho 3 loại điện thoại luôn. Về nhà các bác dùng thì rất là tiện, không cần phải lấy dây dạ loằng ngoằng. Và có một cái chân sạc vào như này, các bác cắm trực tiếp vào chân USB này. Hoặc là các bác dùng cái chân sạc này cho em, chân sạc này cho em. Và ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn pin rất là sáng nhá. Đấy, một con đèn pin rất là sáng luôn. Thì các bác có thể dùng để ban đêm mình sử dụng rất là tiện nhá. Đó, và rất là nhiều chức năng khác. Đây, cắm sạc thì các bác chỉ cần là nó sẽ có 3 chân luôn, chân tai si, Samsung, Oppo đều cắm được hết nhá. Về nhà các bác chỉ cắm vào cho em là thế này là xong này. Đấy, cắm vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn, đây các bác nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Đó, báo pin luôn nhá và sạc tương đối là nhanh luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra, cắm thử điện thoại và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng A nhá, sạc dự phòng A. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho con sạc dự phòng A như này. Con này thì rất là tiện ích rồi. Sạc dự phòng A 230.000. Ngoài ra thì bên shop còn mấy cái sạc Samsung này nữa này. Thanh lý nốt cho các bác này. Con này thì 10.000 mAh. Thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu? 180.000 thôi nhá. 180.000. Con này thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Samsung như này. 10.000 mAh mà con này chuyên để sạc cho các dòng điện thoại rất là tiện ích luôn này các bạn. Đấy, có báo pin như này, có 3 chân USB và 1 chân Type C như này. Đấy, 10.000 mAh, hàng của thương hiệu Samsung nhá. Hàng Samsung các bác biết rồi. Đó, một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Con này thì nó sẽ không có kèm dây đâu. Về nhà các bác cắm một cái dây nhà mình thôi, nó chỉ có kèm cái dây bé này thôi nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, em còn mấy con nữa. Hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 150.000. Xả lỗ nặng cho các bác luôn. Đấy, còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác cái lô này. Giá sẽ là 100... Giá sốc cho các bác luôn, 150k luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng Samsung nhá. Dự phòng Samsung này. Dự phòng Samsung. Giá sẽ là 150 cành. 150 cành cho một con như này. Còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho các bác. Rồi ok. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá, 40 x 60 các bạn này. Đấy, và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá, một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn, hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục. Bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em, để em
lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu giày đầu tiên, nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh. Đấy, lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là... Thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này. Đó. Sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Nó có hai loại. Đó, thì giá sẽ là 290.000 nhá. 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá. Test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá. Đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá. 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42. 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam. Chất liệu là 100% là da bò nhá, 100 là da bò. Và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này. Cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng. Thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên. Siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây. Chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá. Đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 40, từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 600-700.000. 600-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy, lên cho em là giày da đi. Giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da. Giá sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là giày da này. Đấy. Giày da nhá, giá sẽ là 390k cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì
nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt đấy, lẫy trượt như này, lẫy lẫy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em đó, đẩy vào này đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó thì con này rất là đẹp các bác nhá, mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền rất đẹp cho các bác luôn, mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, giá của nó sẽ là 160.000 đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này, thắt lưng đen giá của nó sẽ là 160.000 một chiếc nhá, 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá, hàng con lăn như này đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên, và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá, da bò nguyên khối. Còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này, hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 à. 190.000. Đấy, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá, made in USA. Và dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190.000. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa nhé, nắp cống nhựa ngăn mùi. Thì bên shop có hai mẫu nắp bằng nhựa và nắp bằng đồng, thì em sẽ lên trực tiếp cho bác xem cầm cho cái nắp đồng nào. Con này thì nắp sẽ bằng nhựa nhé, nắp bằng nhựa. Thì về nhà các bác lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì nắp cống nhựa ngăn mùi này giá chỉ có 15.000 một chiếc thôi nhá, 15.000 một chiếc. Các bác có thể cho vào thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là cho vào các cái dòng như là chậu rửa bát, chậu rửa mặt cũng vừa hết nhá, chậu rửa bát nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nắp cống nhựa ngăn mùi, giá sẽ là 15.000. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn này. Đấy. Đây các bác này. Đó. Nó sẽ là một con nắp cống như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp xuống cho em là xong. Đấy. Rất là tiện và giúp ngăn mùi rất là tốt và rất là sạch sẽ. Đấy, có cái phần giữ rác này nó cũng rất là tốt luôn. Các bác có thể cho cả vào chậu rửa cũng được. Đây. Test trực tiếp luôn nhá. Đấy. Rất tiện luôn các bác này. Giúp bạn tiết kiệm chi phí khi sản phẩm thay thế các loại lắp bị nắp đắt đỏ, kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Bạn đang gặp rắc rối, cống nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ lắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ lắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí khi sản phẩm thay thế các loại. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 các bác nhá. Nắp cống đồng ngăn mùi này. Đấy, đây sẽ là con nắp cống đồng ngăn mùi đây. Con này thì nó sẽ là bằng đồng. Đấy, bằng đồng các bác nhá. Bằng đồng đúc, và cái cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là khi nước nó xả xuống thì nó sẽ tự mở này. Nước xả xuống nó sẽ tự mở như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Con nắp cống đồng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, con này thì nắp bằng đồng. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy. Khi xả thì nước nó sẽ tự chảy này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản thôi. Xả thì nó sẽ tự chảy và ngăn mùi rất là tốt nhá. Đấy, giúp cho các bác ngăn mùi rất là tốt luôn. Đậy vào cái là kín mùi luôn.
Đấy, tại vì cái cơ chế của nó thì nó sẽ là cái cơ chế là khi xả nước thì nó sẽ mở và không xả thì nó sẽ ngắt. Con này thì sẽ là 50.000, có kèm cho các bác một cái long đen như này. Nếu mà nhà tắm nhà các bác cái vòi mà chậu to thì các bác lắp thêm cái long đen này vào cho em, thì tháo cái gioăng ra lắp cái long đen này vào. Còn nếu không nhà tắm mà cái vòi chậu rửa nó vừa thì các bác lắp trực tiếp vào cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho cái nắp cống ngăn mùi bằng đồng này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn đèn đeo đầu wifi như này. Đấy, con này thì rất là sáng các nhá, và có điều chỉnh như này, có điều chỉnh này rất là sáng luôn đó. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này đó. Ngoài ra con này thì nó sẽ có cho các bác là cái mắt cảm biến này, có hai con mắt cảm biến ở đây. Đấy, các bác gạt qua nó sẽ sáng, gạt qua nó tắt, rất tiện luôn đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn wifi như này, giá của nó sẽ là 100 trăm mấy nhỉ, 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi, giá sẽ là 130k một con, 130.000 cho con đèn wifi như này. Con này thì rất tiện để cho các bác sử dụng, đặc biệt là bác nào làm thợ làm nghề mà chân tay mình không muốn chạm trực tiếp vào đèn, sợ nó bẩn, nó mất vệ sinh, bán cá bán tép hoặc là đi làm bùn đất thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Các bác chỉ cần gạt qua cái nó tắt luôn. Lên cho em là đèn wifi, giá sẽ là 130.000. Đèn wifi giá sẽ là 130k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ bài vàng đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ bài như này. Đấy, cuối năm rồi các bác chơi bài, chơi chơi bài chơi tú thì dùng cái này chị em. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là hình con thuyền rất là đẹp như này. Đấy, và bên trong của nó thì nó sẽ là màu sắc như này. Dòng này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa chứ không phải là bằng chứ không phải bằng giấy, cho nên là các bác dùng nó rất rất là cứng và bền. Đây các bác này, đấy, uốn cong thoải mái luôn, đấy, uốn cong thoải mái luôn. Nó bằng nhựa nhá, nó bằng nhựa này, dùng nó rất là đã các bạn, đấy, dùng rất là đã luôn các bác thấy không? Đây, đấy, rất đã luôn, rất là sướng nhá. Đấy, bằng nhựa này các bác này, nó là nhựa lá nhá, nhựa lá dùng nó rất là thích. Các bác dùng rồi quấn rồi kẹp các bác này, rất là ok luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, lên mã giúp cho em đó là bài vàng, giá sẽ là 50.000 cho một bộ bài vàng như này. 50k nha. Bình thường các bác mua một cái bộ bài giấy đều cũng đã 20-30.000 rồi. Thế mà một cái bộ bài vàng đẹp như này giá chỉ có 50k thôi. 50 cành cho một bộ bài vàng như này, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì em lên các bác cái bộ lấy dây tai nhé. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai đa di năng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp bằng inox như này. Và bao gồm cho các bác là đây, đấy, rất nhiều các cái chi tiết này. 1 2 3 4 5 6 chi tiết tất cả luôn. Đó, 6 chi tiết tất cả này. Có cả những cái đầu lò xo này để các bác lấy dây tai rất là tiện luôn. Đó. Và đựng trong một cái hộp này các bác có thể treo vào móc khóa này để mình mang đi trực tiếp này, hoặc để ở nhà rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lấy dây tai inox nhá. Lấy dây tai inox giá của nó sẽ là 30 cành. 30k cho một cái bộ lấy dây tai inox như này nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy, vòi xoay. Vòi bạc xoay xoay 360 độ. Đây, bằng inox nhá, bằng inox như này và có thể xoay 360 độ được. Thì các bác về các bác xoáy vào chậu rửa mặt, chậu rửa bát nhà mình dùng để mình điều chỉnh có nước một vòi và có nước hoa sen nhá, rất đầy đủ các chi tiết như này. Về nhà các bác cho vào mình sử dụng nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi vòi bạc xoay 360 độ, giá sẽ là 80k. Vòi bạc này nó màu bạc mà, nó xoay 360 độ, xoay 360 độ nha, và giá sẽ là 80 cành. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bạn này, đầu nối vòi cánh tay robot xoay 1024 độ, xoay mọi hướng dễ dàng, không những giúp rửa tay đỡ bắn nước ra thành chậu mà giúp các bác rửa mặt, đánh răng, mội đầu, cọ rửa chậu vô cùng tiện lợi. Đầu vòi được làm bằng đồng rất chắc chắn, bền bỉ, được phủ cờ rôn sáng bóng, sang trọng. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Mà không chỉ có chậu rửa mặt, khi nối vào đầu vòi rửa chén bát, vòi nước nhà bạn sẽ lên một tầm cao mới. Với 50 suất đầu tiên cho anh chị nào đặt hàng ngay tại đường link trong clip này. Đấy, có gen trong gen ngoài cho bác luôn nha, xoáy rất là ngon luôn nha. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Cân treo cầm tay như này,
các bác có thể mang đi để mình đi du lịch này, cân cá, cân tôm, cân tép này, mua hàng này để mình check lại này, rồi mua đi máy bay thì mình mang đi để mình cân đồ này, nói chung là rất là đa di năng luôn. Các bác lắp cái viên pin vào đây cho em, lắp viên pin vào đây. Đấy, sau đó thì mình lắp vào đây cho em là xong nhá. Đó, lắp vào đây. Đấy, nếu mà các bác lắp pin vào mà bật không lên thì tháo ra đảo cái chiều viên pin lại cho em. Đấy, đảo ngược cái chiều pin lại là ok. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái con cân treo cầm tay như này. Cân treo cầm tay này các bác nhá. Đấy, lên cho em là cân treo cầm tay. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ treo lên như này để các bác có thể cân đồ đạc này, cân các thứ rất là ok luôn. Đó, các bác muốn cân cái gì thì cân. Đó, đây, ví dụ treo lên như này là mình cân thôi, rất là tiện các bác này. Đấy, đây nhá, em cân thử cho các bác xem này. Đấy, 0,10 kg các bác này. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ cân và cập nhật cả nhiệt độ luôn. Và ưu điểm của nó có đèn led như này thì anh em các bác thợ câu cá này đi câu ban đêm ban điếc dùng con này cũng rất là ok. Một con cân treo này rất là ngon. Con này mắc của nó là lên tới là 50 cân nhá, lên tới 50 kg luôn. Đấy, thì cân được 50 cân. Còn về nhà các bác muốn cân bao nhiêu thì cân, mặc định của nhà sản xuất là như thế. Còn về nhà thì các bác có thể cân 10 cân, 20 cân, 30 cân, 40 cân, cân tới 50 cân cũng được, tùy theo các bác cứ cân thôi. Đấy, thoải mái đi các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo cầm tay giá sẽ là 90k. Rồi, em chào các bác. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship nữa nhá. Hôm nay thì em sẽ lên thanh lý một số các mặt hàng. Đầu tiên đó là cái máy tính trẻ em này. Đây nó sẽ là một cái máy để về các em lắp pin con thỏ nhỏ và mình sử dụng thôi. Con này thì nó là thuộc dạng là máy tính trò chơi thôi nhá. Nó sử dụng pin thôi nhá. Đấy. Máy tính trò chơi và nó sử dụng pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nó sử dụng. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy. Và nó sử dụng là đi 3 viên pin con thỏ như này nhá. 3 pin con thỏ này về nhà các bác lắp vào cho nhá. Đó. Khi mở ra thì mình đẩy hai cái lẫy này để mở ra này. Kéo hai cái lẫy ra sau đó thì mở lên này. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Cái này thì nó có chạy gọi là chạy hình động này và có cả con chuột như này để cho các em nó vui chơi điều khiển này. Đấy, và phím này. Đầy đủ cho bác như này. Đấy, về nhà lắp pin và sau đó bật cái công tắc này lên là mình sử dụng thôi. Đấy, lên cho em là máy tính trẻ em. Con này em đang bán là 150.000 nhá. Đấy, đợt này thì bên em còn mấy cái nữa xả kho tri ân cho các bác luôn. Giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho con máy tính trẻ em như này. Có cả miếng dán sticker các bác này. Đấy, có miếng dán sticker đây. Về nhà cho các em nó dán để mình vui chơi nhá. Giá thanh lý ngày hôm nay còn mấy con thôi. Sẽ là cho các bác thanh lý cho các bác với giá đó là 60k cho cái máy tính trẻ em như này. Lên mã giúp cho em đó là máy tính trẻ em. Giá sẽ là 60k nhá. 60k cho cái máy tính trẻ em. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn thóc nhá. Đấy, đèn thóc. Đây nó sẽ là một con đèn pin kèm với cái cáp sạc như này. Đây, cắm sạc vào đây cho em. Đó. Con này thì pha của nó rất là sáng luôn. Đấy, pha của nó rất là rọi và sáng luôn. Và cũng còn mấy con nữa, em thanh lý nốt cho các bác một con đèn thóc như này nhá. Thanh lý nốt cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. 70.000 cho một con đèn thóc con này các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác là 70k cho một con đèn thóc như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn thóc, giá thanh lý cho các bác 70k thôi. Giá chỉ có 70.000 cho một con đèn thóc như này. Đấy, còn mấy con nữa em cũng thanh lý nốt cho bác luôn. Đèn thì chế độ sáng mạnh, sáng vừa và có chế độ nhấp nháy. Các bác nhá, có 3 chế độ như vậy để cho các bác lựa chọn. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá. Đèn thóc giá thanh lý sẽ là 70k cho một con đèn thóc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia đèn tinh dầu. Đèn tinh dầu muỗi nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và một tinh dầu như này. Đấy, một đèn và một tinh dầu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, đèn tinh dầu muỗi. Đấy, cái này nó sẽ là một đèn và một lọ tinh dầu này. Về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào cái này cho em, sau đó thì bật công tắc này lên. Đó là khi tinh dầu nó sẽ tỏa ra và nó sẽ đuổi muỗi đi nhá, sẽ đuổi muỗi đi. Đó. Đèn tinh dầu đuổi muỗi, giá của nó sẽ là
Các bác lên như là đèn tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Đèn tinh dầu muỗi này. Đèn tinh dầu muỗi. Đèn tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 70k thôi. Đấy, giá 70.000 cho một con đèn tinh dầu muỗi như này, bao gồm cho các bác combo một đèn và một lọ tinh dầu. Đấy, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái máy chà gót chân nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một máy chà gót, và bên shop có bán kèm cả cao ngựa luôn. Đấy, con máy chà gót này sẽ là 100.000. Đấy, các bác dùng để mình chà các cái phần gót tay, gót chân, hoặc là các cái phần nào mà nó bị da khô nứt nẻ nhá, da khô nứt nẻ thì các bác dùng mình chà đi cho em. Đó, máy chà gót như này. Đấy, một con máy chà gót rất là ngon như này nhá. Đấy, da khô nứt nẻ, các cái phần da nào các bác bị dày này, bị thừa này, đấy các bác đưa vào mình mài đi cho em. Đó, sau đó thì chà xong thì mình bôi cho em cái cao ngựa này vào, bôi cho em cái cao ngựa này vào. Đó, thì con máy chà gót này sẽ là 100.000 và lọ cao ngựa là 30.000 nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là máy chà gót, giá sẽ là 100k. Đó, máy chà gót này, máy chà gót giá sẽ là 100k, còn cao ngựa này thì sẽ là 30.000 nhá, 30k cho một lọ cao ngựa như này, 30.000. Cái cao ngựa này thì khi các bác bôi thì cái công dụng của nó sẽ giúp cho các bác là làm mềm và tái tạo các cái da bị khô nứt nẻ nhá. Đấy, làm mềm tái tạo da. Đó, thì rất là tốt luôn, thì các bác có thể bôi trực tiếp lên các cái phần nào mà mình vừa mài các bác nhá. Đấy, bôi lên. Giá thì sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Thì lên mã giúp cho em là cao ngựa, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái khay hấp bánh bao rất là đẹp như này. Combo của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này, và các bác có thể dùng để làm vừa làm khay để hấp bánh bao 50.000 này, vừa để đựng hoa quả luôn, rất là tiện. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khay hấp bánh bao như này, giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000. Đấy, bằng inox rất là dày dẫn chắc chắn, dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là tuyệt vời luôn. Hàng cao cấp và chất lượng này. Đấy, khay hấp bánh bao. Giá của nó sẽ là 50k cái khay hấp bánh bao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái combo đó là cái bộ thắt lưng ví đồng hồ nhá. Đấy, ví thắt lưng đồng hồ. Con này thì bên shop đang bán là bao nhiêu nhỉ? 265.000. Đợt này về nhà thanh lý cho các bác còn giá chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 giá thanh lý nốt, em còn 5 bộ. Tri ân khách hàng thanh lý nốt cho bác. Giá sẽ là 230.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng này, hàng của thương hiệu Pro này. Một thắt lưng nhá, một thắt lưng. Chất da thì siêu mềm luôn. Đó, một thắt lưng chất da siêu mềm luôn. Tiếp theo là sẽ là một chiếc đồng hồ. Đấy, một chiếc đồng hồ, hàng cũng của thương hiệu Pro này. Đấy. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ này. Đấy, một chiếc đồng hồ này. Đấy, đồng hồ rất đẹp luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác tháo lấy này ra cho em này, nhấn vào là đồng hồ chạy này. Đấy, một chiếc đồng hồ này. Đấy, nếu đồng hồ hết pin thì về nhà các bác thay pin cho em nhá. Đấy. Hàng này thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là có thể nó sẽ hết pin, thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Về nhà mình thay pin giúp cho em. Một đồng hồ, một thắt lưng và một chiếc ví nữa. Giá sẽ là 220.000. Đây, một ví này. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví như này. Đấy. Thì combo cho các bác là 3 món, một đồng hồ, một ví và một thắt lưng. Giá ví của nó cũng rất là mềm luôn. Đấy, có logo của hãng này. Đấy, rất đẹp nha, rất đẹp cho các bác luôn. Một đồng hồ, một ví, một thắt lưng. Và giá sẽ là 230.000 nhá. 230k cho một chiếc một combo như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là combo ví ví đồng hồ nhá, thắt lưng ví đồng hồ. Đấy. Giá sẽ là 230k thôi. Và bao phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Phí ship em mất 30.000 rồi. Tính ra vào chỉ có 190.000 thôi nhá. 190.000 thôi. Combo sẽ là 230.000 cho 3 món như này. 230.000 cho 3 món như này và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đồng hồ này em nói trước luôn là có thể nó sẽ bị hết pin nhá. Đấy, như con này là hết pin như này. Thì về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đồng hồ nhá. Thắt lưng đồng hồ. Hoặc là ví đồng hồ hoặc thắt lưng đồng hồ đều được. Giá sẽ là 230k cho cái bộ thắt lưng ví đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái
Các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn năng lượng xanh nhá, đèn năng lượng xanh này. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con đèn năng lượng xanh như này. Con này thì nó sẽ là sử dụng pin năng lượng mặt trời này, hàng của Nhật nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng sạc cũng đều được. Đấy, con này thì siêu sáng rồi. Đấy, các bác nhìn vào là sáng chói chang luôn, sáng mờ mắt đi luôn các bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn. Đó, nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đó. Con này thì kích thước của nó sẽ là 20x20 và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000, bao sim tận nhà cho bác luôn. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng xanh nhá, đèn năng lượng xanh. Giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Bên em thì bảo hành lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày, các bác yên tâm sử dụng này, hàng của thương hiệu Sansisa của đây. Đó. Lên cho em là đèn năng lượng xanh nhá. Đèn năng lượng xanh, đèn năng lượng xanh. Giá của nó sẽ là 260k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nồi hầm xương nhá. Lên xem là nồi hầm xương. Giá sẽ là 280.000 cho một con nồi hầm xương như này. Đấy. Thì con này nó sẽ là có áp suất nhá. Đấy, nồi hầm xương có áp suất luôn. Đấy, nó có cái gen này. À, có cái lẫy này để các bác tăng được áp suất này. Các bác có thể dùng để hầm xương, hầm cháo này, rồi đa di năng luôn. Con này thì điện của nó sẽ là điện 220V, công suất là 800W và dòng 50Hz nhá, công suất là 800W. Và dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là nó không có dung tích mà nó có đường kính nhá, đường kính của nó là 24 cm. Đường kính của nó là 24 cm nhá, còn dung tích thì nó sẽ vào khoảng là 2 đến 3 lít gì đấy các bác nhá, 2 đến 3 lít gì đấy. Đây các bác này. Đó. 2 đến 3 lít gì đấy thôi. Và con này nó sẽ là thuộc nồi hầm hàng của Nhật này, của thương hiệu Kaiyoshi này. Đấy, có 3 nấc nhá, nấc 1, nấc 2, nấc 3. Các bác có thể dùng để hầm xương, hầm cháo này, hoặc là ninh đồ ăn thực phẩm đều được hết nhá. Đấy, có tráng đá chống dính luôn. Đấy, tráng đá chống dính như này. Lên mã giúp cho em đó là nồi hầm xương hoặc là nồi áp suất nhá. Nồi hầm xương hoặc nồi áp suất đều được. Giá sẽ là 280.000. 280.000 cho một con nồi hầm xương này. Đấy, hoặc nồi áp suất này, rất là tiện để các bác có thể sử dụng luôn. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, về nhà các bác chỉ việc là cắm điện và là sử dụng thôi. Bên em thì các mã hàng thì vẫn là bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, thế nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất hay nồi hầm xương nhỉ? Lên cho em là nồi hầm xương đi. Nồi hầm xương, giá của nó sẽ là 280k. 280.000 và bao ship cho một cái nồi hầm xương như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Qua lên cho em là bật lửa đồng hồ. Giá sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này. Con này thì bên shop bán thì nó sẽ là không kèm pin nhá. Đấy. À đây. Đấy, bật lửa đồng hồ như này. Đấy. Và con này xin lỗi các bác là chưa có ga. Về nhà các bác tự bơm ga chứ không phải là pin. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đó, bật lửa đồng hồ nhá. Đó, chức năng của nó là vừa làm bật lửa vừa là đồng hồ luôn. Đây, đồng hồ chạy này. Đó, các bác thấy không? Rất đẹp luôn, màu gỗ đỏ rất là đẹp nhá. Đó, bật lên thì nó sẽ có đèn báo như này. Lên cho em là bật lửa đồng hồ. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, và cái này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá, 100k. Về nhà tự bơm ga, tự bơm ga. Đó, tự bơm ga vào cho em nhá, 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một dòng bật lửa tiếp theo. Đó là bật lửa la bàn. Bật lửa la bàn con này. Đấy, đây nó sẽ là con bật lửa kèm la bàn luôn. Đấy. Thì con này rất là đa di năng nhá. Đấy, có khoảng 4 năm chức năng này. Thứ nhất là có la bàn này, thứ hai là có đồng hồ này. Đấy, la bàn đồng hồ này. Đấy, móc khóa này, khui bia này và bật lửa nhá. Bật lửa thì các bác bật ở đây cho em này. Đấy, bật đây cho em. Khi bật thì cái đèn này nó sẽ lên này. Đấy, cái đèn đồng hồ sẽ lên. Và đèn đồng hồ 7 màu luôn, rất đẹp nhá. Con này thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn, giá sẽ là 120.000. Và về nhà các bác cũng tự bơm ga cho em. Đó, bật lửa la bàn nhá. Giá sẽ là 120k.
và về nhà các bác tự bơm ga cho em nhé. 120.000 về nhà các bác tự bơm ga đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy, bật lửa ngọc đây, 6858. Bật lửa ngọc thì nó sẽ là một con bật lửa hình cái hình con rồng như này, và con này thì nó sẽ là dòng bật lửa đá nhá. Đá, về nhà các bác cho dầu vào cho em. Đấy, cho dầu bật lửa vào cho em để mình dùng thôi. Đấy, nó cũng có cho các bác là một con bật lửa kèm thêm cho các bác là đính một viên ngọc như này. Đó. Giá thì sẽ là bật lửa rồng này bao nhiêu? À, bật lửa ngọc. Ngọc cái đây. Thì nó sẽ bao quanh cho bác là một con rồng như này nhá, và có một cái viên ngọc ngậm ở giữa như này rất là đẹp này. Đấy, có một viên ngọc ngậm ở giữa như này. Đó. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đây các bác nhá. Đó, nó sẽ là một bật lửa có ngậm một viên ngọc như này, và bên ngoài của nó là hình con rồng rất là đẹp nhá. Đó. Giá sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k. Đó. Bật lửa ngọc này. Đấy, có hình viên ngọc nên em gọi là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k. Và con này thì về nhà là các bác đổ xăng thơm vào cho em nhá, hoặc là dầu xăng xăng ô tô cũng đều, xăng công nông đều được hết nhá. Đó. Và giá thì chỉ có cho bác là 130.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn và rất đẹp luôn. Đó, khẳng định đẳng cấp luôn. Đựng trong hộp rất xịn sò này. Các bác có thể mua để làm quà, rất là đẹp. Giá thì rất là hợp lý thôi. Đây, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa cho nó vui vẻ hoan hỉ các bác nhá. Đấy, còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi, không có khó khăn gì cả. Đấy, thì em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thảm massage chân nhá. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, và cái giá thì hàng đợt này về cái giá nó rất là yêu thương và hợp lý cho các bác, để các bác có thể mua về mình sử dụng trực tiếp cho bác nào chuyên bị đau mỏi các cái phần chân nhá, đau mỏi chân rồi, và nó rất là nhiều chức năng luôn, giúp cho các bác giảm béo rồi, nói chung là đa chức năng luôn. Thì nó sẽ là một cái thảm nó bằng xung điện từ như này. Đấy, sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì một cái thảm như này nhá, một thảm như này kèm cho các bác là một cáp sạc và một con máy như này, một con máy như này. Đấy, thì khi các bác bật thì ấn cho em cái dấu cộng này nó sẽ lên này, ấn dấu trừ là nó sẽ tắt này, và chữ M này là điều chỉnh chế độ nhá. Dấu cộng là lên này, dấu trừ là tắt này. Đấy, dấu cộng này thì vừa là bật lên vừa là tăng giảm nhịp độ này, dấu trừ là tắt này. Đấy, và giảm nhịp độ này, và dấu chữ M này là chế độ nhá. Các bác lắp vào hai cái mắt này cho em này, hai cái chân ốc này cho em. Đó, là mình sử dụng thôi. Đây, em sẽ có cái video trải nghiệm thực tế cho các bác xem. Con này thì khá là tiện ích và các bác nên sử dụng. Đấy, nên sử dụng cho đặc biệt là các bác có tí tuổi rồi mà hay bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi chân. Đấy, tê bì chân tay thì dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là massage chân nhá. Con này giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá. Massage chân này giá cực tốt luôn, chỉ có 60k thôi. Đây, em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Versace chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh, giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng một, miễn phí vận chuyển. Hãy bảo vệ sức khỏe bố mẹ và gia đình bạn ngay hôm nay. Cái nào móc rồi cơ mà. Chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp.
máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, vâng, rất là tuyệt vời luôn nha. Giá thì có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác kia miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, con này thì thành phần của nó là ngải cứu tự nhiên. Đó thì con này hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu này. Đấy, lên đúng tên cho em. Miếng dán ngải cứu nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 12 miếng nhá. Hộp 12 miếng. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì ở đây nó sẽ là một hộp 12 miếng như này, về nhà các bác bóc ra cho em này. Đấy, và đây nó sẽ có từng miếng một như này. Thì ở đây nó sẽ là chủ yếu là ngải cứu. Và các bác dùng thì nó rất là tốt luôn. Các bác nào chuyên bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy đây, các bác dán vào cổ cho em. Cổ, vai gáy rồi dây thần kinh, thắt lưng là các cái phần mà nó hay bị đau nhức nhất nhá. Thì các bác bóc ra. Bóc ra sau đó thì mình dán vào cho em. Con này thì nó nóng siêu lâu luôn. Đặc biệt là mùa đông này thì các bác hay bị đau mỏi cổ này, vai gáy rồi các cái bắp tay, bắp chân. Các bác dán vào cho em, cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là máu huyết lưu thông, đã thông kinh mạch rồi, rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 25.000 thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu, giá sẽ là 25.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn cho nên là nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu và đặc biệt là cái giá của nó thì khá là tốt luôn. Một cái lọ nước hoa như này giá chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này kèm một cái nơ rất là đẹp này. Các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết nhá. Về nhà các bác giật cái nắp nhựa này ra cho em này, sau đó thì mình cắm cho em cái bấc này vào. Đấy, có cái bấc này đây. Các bác cắm cái bấc này vào cho em thì nó sẽ dẫn cái mùi tỏa cái mùi hương tinh dầu này ra rất là thơm luôn và sử dụng được rất là lâu nhá. Đấy, và giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30.000. Đó. Báo lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30.000. Bên Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn. Mùi thơm dịu nhẹ cực kỳ dễ chịu luôn, giá chỉ có 30.000 thôi. Hotel này các bạn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng nhá, keo đa năng. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng thì đây nó sẽ là dòng keo đa năng và vỏ màu xanh như này. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Con này thì một lọ của nó sẽ là 60g. Con này thì dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó cực kỳ là tốt luôn nhá. Độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá. Keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 20.000 trên một típ nhá. 20.000 trên một típ keo như này. Bác nào mua từ 3 típ thì giá sẽ là 50.000 nhá. 3 típ là sẽ là bằng 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Nữ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, rất chất luôn các nhá, chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là hàng made in Japan này, dung tích của nó là 170g. Dòng này thì ưu điểm của nó là chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, các bác mua một lọ kem đánh răng Việt Nam bây giờ cũng phải 5-60.000 rồi. Thế mà đây một lọ kem đánh răng của Nhật như này. Đấy, tinh chất gạo của Nhật này, chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng cho em luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô dao Nhật nhá, hàng thương hiệu Wattbo của Nhật đây. Dòng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, hàng thì cực chất, nguyên cái bao bì đóng gói của nó đã mang tính chất rất là Nhật rồi các bác nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn.
Đấy, đóng gói là bao bằng giấy rất chất lượng nhá. Ở đây thì nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu nhọn, hai là mẫu vuông. Đấy, mẫu này sẽ là mẫu vuông này, thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con dao vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đấy, hàng siêu bén luôn. Test bằng giấy thì quá là bình thường cân đường hộp sữa rồi. Test cắt trực tiếp giấy bóng cho bác xem nhá, để các bác thấy được cái độ bén của nó này. Siêu bén luôn coi nhá, rất là bén luôn. Đó. Giá thì sẽ là 180.000. Con này thì nó sẽ là mũi nó vuông như này, thì trên bên em lên nó là dao vuông nhá. Đây, Japan này. Đấy, thép không gỉ nhá. Đấy, chất thép của nó này. Đấy các bác thấy không? Rất chất lượng cho bác luôn, thép không xỉ nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dao vuông này. Con này thì sẽ là 180.000 nhá. Đấy, lên cho em là dao vuông. Dao vuông này sẽ là dao thái vuông 180.000 này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một con mũi nhọn nhá. Con này thì kiểu dáng kích thước nó như vậy thôi. Cái mũi nó nhọn hơn một chút thì các bác có thể dùng để thái lọc hoặc là phi lê cũng rất là ok. Và cái giá thì nó sẽ là 175.000. 175.000 cho con này. Nếu các bác mua cả cặp thì sẽ ưu ái hơn một chút. Đấy coi nhá. Đây. Đấy. Đây em nó đây các bác này. Đấy, dao thì nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng, lạng rưỡi 2 lạng nhá. Made in Japan con này. Đấy, Japan. Đây nhá. Đó. Thép không gỉ này của thương hiệu Wattbo này. Con này thì có mũi nhọn để các bác có thể thái lọc này. Đây, dọc giấy cho các bác xem nhá. Đấy. Dọc giấy bóng mà như này thì các bác biết rồi, rất là ối rồi ôi luôn các bác nhá. Đấy. Siêu sắc luôn. Đấy, về nhà thì em chỉ là lưu ý các bác là dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá. Rất là nhiều khách hàng đã sử dụng nhá và kêu rời lên vì dao quá sắc các bác nhá. Kêu rời lên vì dao quá sắc và rất là dễ bị đứt tay, cho nên các bác dùng thì tránh xa tầm tay trẻ em cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao thái nhọn nhá. Đấy, dao thái nhọn và một con là dao thái vuông. Con này dao thái nhọn 175.000. Nếu anh em nào mua một đôi như này, em tính cho các bác là 350.000 cho một đôi này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra, test thử và nhận hàng kiểm tra, test thử dọc giấy cho em và thanh toán giúp cho em nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một đôi như này. Đấy, còn mua lẻ thì một con 180 và một con là một con 180 và một con là 175.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em đó là đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Đấy, đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi lò xo rất là tiện ích luôn. Đuôi của nó là đuôi xoáy E27 nhá, rất là phổ thông luôn. Có công tắc đóng ngắt như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp bóng vào cho em là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể ngoắt nghéo này, mình sử dụng bóng để mình có thể là đọc sách này, rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn, cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, và mình dùng để mình có thể là bật tắt như này, mình đọc sách này hoặc là dùng mình làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn, hoặc cắm trực tiếp khi mà mình cần lấy nguồn điện, mình chỉ cần cắm xoáy bóng vào đây, sau đó thì cắm vào là bóng sẽ lên thôi. Giá sẽ là 35.000 cho cái đuôi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhá. Đây nó sẽ là một con khoan rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy, đầy đủ các chi tiết như này, bao gồm cho các bác là các cái mũi vít này, các mũi vít cho các bác luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có cho các bác là một bộ combo là 30 mũi vít như này nhá. 30 mũi vít như này các bác này. Đấy, 30 mũi vít này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Và một thân máy này nhá, một thân máy như này. Đấy. Đây các bác này, chạy rất là khỏe luôn. Có đảo chiều nhá. Và con này ưu điểm của nó là có thể xoay đảo hướng được nhá. Các bác thì dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác lại xoay đi để dùng hình một cái tô vít như này cũng được. Đấy. Và lắp mũi vào cho em là dùng thôi, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây em sẽ xoáy thử cho bác xem này. Đấy, đây nhá. Xoáy cho bác xem này, rất là ngon luôn nhá. Đây, xoáy ra này. Đấy. Xoáy ra con này. Đấy, xoáy ra đây. Rất là khỏe luôn các nhá. Đó, rất khỏe luôn. Các bác theo. Đây. Đây. Xoáy ra này. Đấy. Xoáy vào này, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Và máy cũng đây, đây con này. Đấy, xoáy ra nhá, xoáy ra này. Đây, xoáy vào này. Đấy, máy rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, vặn rất là khỏe luôn. Rất là tương đối là khỏe nhá. Và con này thì nó sẽ có đảo chiều cho các bác luôn, có đảo chiều cho các bác nhá. Và đây thì nó sẽ là rất là nhiều phụ kiện đi kèm nhá. Có cả mũi khoan này, có cả dây sạc này, và có cả một cái con ngoắt nghéo như này. Có cả một con ngoắt nghéo như này, rồi kèm thêm cả đầu khẩu nữa nhá. Thêm đầu khẩu nhất. Nói chung là đầy đủ các chi tiết cho các bác như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000. Lên mã giúp cho em đó là máy khoan mini nhá. Máy khoan mini 180.000. Máy khoan mini này. Máy khoan mini giá sẽ là 180.000.
Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ máy giặt nhá. Lên tem là phủ máy giặt thôi. Đấy, đây nó sẽ là một con để các bác chuyên để phủ lên máy giặt thế này thì nó rất là tiện ích luôn. Và giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt thôi. Thì máy giặt nhà mình để ở đâu cũng được, để phòng các cái loại phòng khách rồi để ngoài ở trong đều được hết nhá. Phủ lên nó che nó rất là đẹp và nó sạch sẽ vệ sinh. Và nó có cả cho các bác là ngăn khóa luôn. Phủ máy giặt. Bạt phủ máy giặt. Đây các bác này, đấy nó rất là tiện ích luôn. Chống nước nhá. Về nhà các bác chỉ cần là mở ra, sau đó thì mình lại đậy vào cho em như này, rất là tiện này. Có ngăn khóa kéo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Chùm được hết nhá, cửa trên, cửa dưới bên em đều có nhá. Cửa trên có, cửa trước có, các bác muốn dùng cửa nào thì dùng nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho con phủ máy giặt thôi. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu các bác này. Đó. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Nhớ cộng ship vào nhá, đừng mặc cả nó mệt các bác nhá. Đó. Thì đây là các cái số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ các bác nhá. Đây, em sẽ test cho các bác xem cái con mũ lưới này luôn các bác này. Đây, đấy, đập đi, đập thoải mái đi, đập nhiệt tình đi, đập vô tư đi, đập mạnh tay lên các bác này. Đấy, đập vô tư đi. Anh em thấy không? Đấy, không có hề có một vết rạn nứt gì luôn nhá, một vết xước cũng không có nhá. Đấy, đập đi các bác này. Hai con đập vào nhau này. Đấy, đập mạnh lên nhá. Đập trên không được thì để dưới đất đập nhá. Đập đi anh em ơi. Đập đi anh em ơi. Đập mạnh lên anh em này. Đập mạnh lên anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Đấy. Rất là ngon lành cho anh em luôn. Một con mũ lưới như này, hàng thì của Mỹ cơ nhá. US của Mỹ này. Đây, American này. Đấy, American, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. American nhá. Đập cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đập thoải mái, đập bong tay luôn không hề vấn đề gì nhá. Có đai cho các bác có thể là thu gọn vào để mình đội nó rất là đẹp nhá. Và có cái phần lưới như này để các bác chùm lên, nó gọi là lưới ngụy trang đấy. Thì các bác muốn đeo lưới thì đeo, mà không đeo lưới nữa thì mình bỏ ra, nó cũng rất là tiện ích thôi. Cái lưới này nó sẽ có chun, thì các bác về các bác chùm vào như này cho em. Đấy, chùm như này cho em này. Đấy, thì một con mũ lưới như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 150.000 cho con mũ lưới này thôi. Đấy, về nhà các bác chùm cái lưới này vào cho em. Đó, các bác chùm cái lưới này vào cho em này. Con này thì khá là tiện ích rồi, các bác có thể dùng để mình con này thì các bác về mình đi xe máy tham gia giao thông cũng được, không có vấn đề gì cả. Các bác em thấy nhiều người người ta mua về để đi xe máy tham gia giao thông cũng ok. Cảnh sát giao thông cũng trông thấy thì cũng sợ luôn các bác nhá. Đấy. Trông thấy cũng toát mồ hôi ra luôn. Đấy, đeo vào rất là đẹp con này. Đeo vào nó sẽ là hình lưới như này rất là đẹp luôn. Đó, thì anh em các bác có thể dùng để mình đi tham gia giao thông cũng ok thôi, chả vấn đề gì cả các bác nhá. Đấy. Nếu mà cảnh sát giao thông nó ý kiến thì các bác lôi cái mũ này ra. Đấy, với lấy một cái mũ bảo hiểm đều các bác hai cái đập vào nhau, cái nào vỡ thì ăn tiền nhá. Đấy, tôi đội là thực sự chứ không phải là tôi đội cho nó chống đối nhá. Đấy, cho nên là rất là ok luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá, mũ lưới. Giá sẽ là 150.000, 150k cho con mũ lưới như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con mũ lưới này. Rất ok cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì đầu tiên em lên cho bác cái bơm 1 ti này. Đấy, bơm 1 ti. Con này thì giá shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cành cho một con bơm 1 ti như này. Con này nó sẽ bơm được là 7 cân nhá. Bơm được 7 cân. Và nó rất là nhỏ gọn luôn. Các bác có thể để cốp xe này để mình có thể là đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi du lịch hay là đi đâu cũng được. Đấy, các bác có thể mang theo. Có xe máy thì mình bỏ cốp xe máy để mang theo, để tránh cái việc là khi mà mình bị hỏng xe dọc đường hoặc hết hơi thì các bác có thể bơm vào cho em. Thì lên cho em là con này là bơm 1 ti nhá. Đấy, thân xương khung xương của nó bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Dalisen của Nhật này. Đấy, chuyên để bơm xe đạp, xe máy ok hết nhá. Giá sẽ là 100k. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con bơm hàng của thương hiệu Santalay này. Đấy, Santalay của Nhật. Con này thì nó sẽ là dòng 2 ti cao cấp hơn một chút, 250.000, cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có thêm cho các bác là đầu bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại bơm luôn các bác nhá. Đấy, con này thì bơm được cả ô tô,
Đấy, bơm được cả ô tô nhá. Đấy, bơm được cả ô tô thoải mái luôn. Xe con hoặc là những cái dạng xe tải nhỏ là ok. Dung tích của nó là lên tới 10 kg hơi, cho nên các bác bơm thoải mái. Giá thì sẽ là 250.000 cho một con bơm 2 à, bơm 2 ti như này. Con này thì các bác lên cho em là bơm 2 ti, giá sẽ là 250.000. Khung xương của nó thì sơn tĩnh điện cực kỳ dày dặn chắc chắn, bên dưới thì có cao su lót nhá, chống trơn trượt nhá. Đó, và thân bơm này bằng inox này, thân bơm bằng inox này. Đấy, và có đồng hồ, có số đo báo chính xác, bơm cực kỳ khỏe cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 cho con bơm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm, đó là cái bộ nạo 5 món này. Có lên cho em là nạo 5 món nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này. Thì nó sẽ có cho các bác là con này thì vừa làm dao, vừa làm nạo, vừa đánh vảy cá được luôn. Con này thì nó sẽ là nạo hai mặt này. Đấy, con này thì các bác dùng để tạo hình hoa này. Con này thì các bác dùng để gắp bát, gắp đũa này. Và con này thì các bác dùng, nó cũng là một con nạo hai mặt. Con này thì nạo ngang và con này nạo dọc. Thì tùy theo các bác thuận tay nào mình dùng cái đấy cho nhá. Giá thì sẽ là 70k nhá. Lên cho em là nạo 5 món này, nạo 5 món. Giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ nạo 5 món như này. 70.000 nhá, 70.000 cho 5 món như này. Thì tính ra các bác cũng mua chỉ có mất hơn 10.000 cho một cái phụ kiện như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đũa inox nhá. Các bác lên cho em là đũa inox. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 1 2 3 4 5. 5 đôi đũa bằng inox 304. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, inox 304, sáng bóng đẹp, dày dẫn chắc chắn. Và đây, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức luôn. Su 304, đầu đũa thì có đánh nhám chống trơn trượt cực kỳ là tốt nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000. 55k cho một vỉ đũa của thương hiệu Winling của Đức như này nhá. Đấy, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 55k thôi. Các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá sẽ là 55.000. Đũa inox này. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k cho một vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái đũa sứ nhá. Cái đũa sứ này thì một vỉ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 đôi, cũng là một vỉ 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đũa sứ này là bao nhiêu nhỉ? 60k nhá. Các bác lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ nhá, đũa sứ giá sẽ là 60k cho một vỉ 5 đôi. Đấy, cái này thì khỏi phải bàn rồi. Độ sạch, độ đẹp của nó thì khỏi phải bàn rồi. Con này thì chỉ có lưu ý các bác là khi sử dụng thì mình tránh va chạm mạnh để nó khỏi bị gãy thôi. Đấy, thì bằng sứ nó hơi giòn một chút, nhưng mà dùng thì rất là tuyệt vời các bạn. Ưu điểm của nó là sạch này, kháng khuẩn này, nhanh khô này. Đấy, không sợ nấm mốc này, rất tuyệt vời luôn. Nhà mà các bác sử dụng mà giữ gìn được thì dùng con này nó rất là tuyệt vời. Nên dùng cái đũa sứ này, sạch sẽ, tiện dụng và an toàn. Đấy, bát thì mình ăn bát sứ thì mình biết rồi. Và đũa sứ nữa thì là chấm hết luôn nhá. Đó, combo bát đũa luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái điện thoại 2 SIM này. Hàng của thương hiệu Nokia, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Mới tanh sầu lanh luôn, chưa qua sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại 2 SIM như này, giá chỉ có cho các bác là đi 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. 230k cho một con điện thoại 2 SIM như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác lắp SIM vào, gọi thử và thanh toán giúp cho em. Đấy, bao gồm là một viên pin này. Đấy, một cái dây sạc, củ sạc này, và một điện thoại như này. Combo cho các bác 3 món, giá chỉ có 230.000, đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Nokia 105 nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM, giá sẽ là 230 cành cho một em điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò, con này thì chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên luôn, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá. Đó, và sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen, màu nâu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, giá thì chỉ có 120k thôi. Con này thì về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa đi nhá. Chuẩn bị máy lửa đốt thoải mái cho em. Đấy, đừng đốt vào cái chỗ có chỉ là được. Đấy, chỗ chỉ khâu thì mình đừng đốt. Đấy, chỗ giấy bóng này cũng đừng đốt. Cứ đốt trực tiếp vào cái mặt da này cho em này. Đấy, đốt thoải mái đi. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, made in USA này. Đó, hàng ví da bò của Mỹ, cực kỳ cao cấp và cái giá thì rất hạt rẻ. Các bác lên cho em là ví da bò nhá. Ví da bò giá sẽ là 120k một chiếc. 120.000 cho một chiếc ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao, các bác lên cho em là dao con này, dao gọt 2. Gọt 2 à? Các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá, hàng của thương hiệu Watt Bồ cùng với con dao thái lọc đấy. Và giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con dao gọt 2 như này. Đây, giấy bóng là giấy bóng dai này, giấy bóng dai nhá, kéo dai như này. Đấy, mà còn dọc được như này là các bác biết độ dao bén như nào rồi.
Con này thì chuyên để gọt hoa quả, cực kỳ là ok luôn. Lên cho em là dao gọt hai nhá. Giá của nó sẽ là 80k, 80.000 cho con dao gọt hai như này. Đấy, lên cho em là dao gọt hai giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop còn cái con dao con này là cái gì? Bao nhiêu? Con này là các bác lên cho em là dao Kai nhá, dao Kai, hàng của thương hiệu Kai đây các bác này, hàng thương hiệu Kai made in Japan. Đó thì các bác lên cho em là dao Kai nhá, nó dao Kai. Con này thì chuyên để thái nhá. Đấy, thái hoặc băm nhẹ cũng được, 120k, 120.000 cho một con dao Kai như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Có phủ đầu thì đầu dao thì có bọc như này nhá, có bọc như này. Đấy, con này các bác chuyên dùng để thái này, thái hoặc là băm nhẹ cũng được, mình nó khá là dày luôn. Băm thịt băm riếc nhẹ nhàng rất là ok. Bản thì khoảng là 5 cm và chiều dài của dao thì khoảng 30 cm, của thương hiệu Kai made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của thương hiệu Kai thì các bác biết rồi, rất chất lượng cho các bác nhá. Con này thì giá chỉ 120.000 thôi. Đấy, dòng thì cũng là dòng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, rất là bén, để em thử dọc dây bóng xem sao nhá. Đấy, dọc dây bóng cũng ok luôn các bác này. Đấy, cũng ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái khay dán này nữa các bác này. Lên cho em là khay dán nhá. Con này bên em đang bán là 120.000. Thanh lý nốt cho các bác, đường kính của nó là 20 cm. Con này hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là, con này đang bán là 120.000, thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một con khay dán như này. Đó, thanh lý xả lỗ cho các bác luôn. Lên cho em là khay dán này. Đấy, đường kính là 20 cm. Nó sẽ bao gồm là một cái khay và một cái rổ để các bác hứng mỡ này. Đấy, hứng mỡ xuống dưới nhá. Lên cho em là khay dán nhá, khay dán. Giá của nó sẽ là 90k. Khay dán này, thanh lý nốt cho bác 90k cho một cái con khay dán như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn nhá, rất tuyệt vời luôn. Giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là khay dán nhá. Con này bằng inox nhá, bằng inox. Cực kỳ dày luôn. Cái này nó dày lắm, nó giống như cái đĩa cân đi nhưng mà nó rất là dày. Đấy, và giá thì chỉ có 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là kia bật lửa đại ca nhé con nhá. Đó, bật lửa đại ca. Đây. Đây sẽ là con bật lửa đại ca như này. Con này thì chưa có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con bật lửa đại ca như này. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, và có nút khóa này. Đấy, các bác mở như này thì mới bấm được nhá. Giá sẽ là 180.000 cho con bật lửa đại ca như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái, các bác lên cho em là ly rượu nhá. Ly rượu này. Đấy, ly rượu đồng này, ly rượu đồng như này. Con này thì nó chỉ bằng hai ngón tay như này thôi, rất nhỏ gọn nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một cái ly rượu đồng như này. Cái này thì các bác dùng để mình đựng rượu cúng này, hoặc là anh em có thể dùng để mình chén chú chén anh cũng ok, hoặc là dùng để làm đồ thờ, đồ trang trí đều được nhá. Giá thì chỉ là 30k. Lên cho em là ly rượu đồng nhá, ly rượu đồng. Giá sẽ là 30k cho một cái ly rượu đồng như này, 30.000 cho một chiếc nhá. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì shop Phạm Huấn lại tiếp tục về cho các bác một cái mã hàng rất mới nhá. Đó là cái con đèn H các bác nhá. Đèn H thì con này nó sẽ có cho các bác là một cái mã, nó sẽ là một cái mã là 4 màu như này, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh. Đó, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh như này. Đó, và các bác có thể dùng để mình đề co trang trí phòng trên ban công này, tường nhà hoặc là trong phòng ngủ, khung tranh. Đấy, đều được hết nhá. Các bác muốn để vào đâu thì để. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, đề co trang trí cũng rất là đẹp. Và giá thì sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Thì các bác lên cho em là đèn H 4 màu và đèn H màu vàng. Đó, đây con này nó sẽ là con 4 màu các bác này. Con này con 4 màu này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là con màu vàng. Khi các bác nhận được thì hàng nó sẽ là hàng không có ổ cắm nhá, không ổ cắm đâu, về nhà các bác đấu vào nguồn điện nhà mình. Và nó có 3 dây thì các bác loại cái dây vàng này đi cho em. Mình sử dụng hai cái dây này thôi. Cái dây vàng này các bác bỏ ra, dây vàng nó sẽ là dây âm thì các bác bỏ ra cho em. Đấy, và cắm điện vào là xong này các này. Đấy, con này thì nó sẽ là nguyên màu vàng không nhá, nguyên màu vàng không. Đây các bác này. Đấy, con này thì sẽ là nguyên màu vàng không. Các bác thấy không? Đây. Nguyên màu vàng không, còn có con là con kia là sẽ là 4 màu. Thì các bác lên cho em là đèn H, giá sẽ là 150.000 cho một con đèn H thế này. Đó, 150k nhá, 150k cho cái mã đèn H thế này. Đó. Chất liệu của nó thì con này của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim, dùng nó khá là chắc chắn đấy các bạn. Đấy, bằng hợp kim. Bằng hợp kim nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà có thể dùng ngoài trời được các bạn, có thể dùng ngoài trời được đấy. Con này có thể dùng ngoài trời được, các bác có thể để cột này, ngoài hiên nhất cũng rất là ok. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng là 4 màu nhá, dòng 4 màu. Một dòng là 4 màu và một dòng là sẽ là nguyên màu vàng nhá. Thì các bác lên cho em là đèn H. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn H, giá của nó sẽ là 100 đây. Các bác lên cho em là đèn H nhá. Đấy, lên cho em là đèn H này. Đấy. Đèn H. Đấy, giá của nó sẽ là 150k một chiếc.
và có là đèn H 4 màu nhá, đèn H 4 màu và đèn H màu vàng nhá, màu vàng. Đó. Lên cho em đèn H 4 màu hoặc H màu vàng, giá sẽ là 150.000. Rồi ok các bác. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất là nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50 cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó. Thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn. Rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí deco ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là
à 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là led pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên nháy xuống rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các nhá, có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy, nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho các bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con led ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó thì các bác lên cho em là led ngọc nhá, led ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi led ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn, có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá, có nguồn. Led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này rồi, nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Chào các bác nhé, hôm nay thì em lại tiếp tục lên thanh lý cho bác một số các cái mã dây ổ điện nữa. Đấy, em còn ít thì xả nốt trong cái dịp Tết này để cho các bác về các bác sử dụng ăn lẩu ăn liếc hoặc là sử dụng làm các công việc. Đấy thì em sẽ lên tiếp tục lên để xả thanh lý nốt cho các bác nhé. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là con ổ H12 này, con H12. Con này thì sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một con ổ điện H12 như này. 160k. Đó.
160.000. Con này thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm luôn. Có 5 châm hít này. Đấy. Và dây diếc của nó rất là ngon luôn nhá, 160k. Các bác về các bác cắm vào các cái dòng nguồn tủ lạnh, TV cái thứ thì cực kỳ là chất luôn. Đấy, và có công tắc này. Có công tắc như này nhá, rất tiện ích luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 công tắc như này. H12 160.000 này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác là con H5 này. H5 150.000 này, H5 150.000 các nhá. 1 2 3 4 ổ cắm này. Đấy, con này là cũng là 4 ổ cắm luôn. Đó, đây cũng có 5 châm hít nhá. Hàng đều là hàng của Nhật hết, rất chất lượng các bạn. Đây. Rất chất lượng luôn. H5 này, 150.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con này, nó sẽ là một con này các bác lên mã giúp cho em đó là N1 nhá. Đấy, con này lên cho em là N1 nhá. Con này dây khá là dài luôn, dây ổ khá là dài luôn. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm có công tắc. N1 nhá. Giá sẽ là 150k. 150k cho cái ổ N1 như này nhá. 150.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con N2 này. Đấy, N2. Con này thì cũng rất là ngon luôn. Có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 ổ cắm cũng có công tắc luôn. Dây khá là dày và to nhá. Dây dày to luôn, dây 2.0. Đấy, lên cho em là N2 nhá. N2. Giá sẽ là 145.000. 145k cho cái ổ N2 như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái ổ N3 nhá. Đấy. Con này thì dây khá là to luôn. Đấy. Dây này của nó sẽ là dòng dây sản xuất 2004 này, 2004. Dây của nó thì nó sẽ là dây con này chắc chắn là dây của nó phải tầm khoảng từ 2 chấm trở lên các bạn. Đấy, 2 chấm trở lên, khá là to luôn. Đó. Và con này thì các bác lên cho em là N3 nhá, N3. 1 2 3 4 5 6 có công tác luôn. N3 140.000. N3 này. Và lên cho em là N3 nhá. Đấy. Lên cho em là N3, giá sẽ là 140k nhá. Đấy, 140.000 cho cái ổ N3 như này. N3 nhá, 140.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái ổ N4 này. N4 này, 1 2 3 4. N4 120.000 nhá. N4 này. 120k, giá thanh lý, giá tốt cho các bác luôn. Đấy, dây to này, dây dài khoảng 2 đến 3 mét này. Dây 2.0 này. 1 2 3 4 công tắc, ổ cắm, 4 ổ cắm, 120.000 N4 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái N5 này. N5, con này thì cũng là vừa sinh giống con kia. Đấy, N5, con này cũng là 130.000. N5 130k nhá. 130k cho cái ổ N5 như này. Đó. Tiếp theo thì con này là con N6 cũng 130.000 luôn. Đó, N6 này, 130k. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con N7 này. Con này thì đẹp hơn một chút, sẽ là 140.000. Đó. N7 140k nhá. Đó. Lấy cho anh cái bút mới, cái ngòi nó nhỏ tí. N7 140.000. Đó, bút mới à, hộp. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã đó là con N8 nhá. N8. Con này thì 1 2 3 4 5 ổ cắm này. Con này các bác lên cho em là N8 nhá. N8 giá là 100.000 nhá. N8 100k. Đó, N8 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì con này con là N9 này. Con này cũng vậy thôi. N9. Con này thì dây nó sẽ dài hơn con N8 một chút, sẽ là 110.000 nhá. N9 này. 110k nhá. N9 110k. Đấy. Tiếp theo thì lên cho các bác cái con N10 này. Con N10 này thì cũng đây. Con này thì các bác lên cho em H14 nhá. Con này đang bán 160.000. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là H14 này chỉ còn cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. 120k cho con H14 này nhá. H14 120.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ đến cho con này là có cả ổ cắm cả công tắc luôn. Đấy, có cả ổ cắm cả công tắc như này. Thì con này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ổ cắm 6 công tắc, có dây dài như này. Thì con này các bác lên cho em là N12 nhá. N12 giá sẽ là 170k nhá. 170k. Con này nó có 1 ổ cắm 1 công tắc này cho nên nó đắt hơn một chút. 170.000.
Đó. Tiếp theo là cái mã N13 nhá. N13. Con này thanh lý cho các bác giá 90k. 90k thì cái mã N13 như này. 1 2 3 4 5 6. Ồ, cắm công tắc rất là ngon luôn. N13. Tiếp theo thì cái mã này nó sẽ là N10 N14 này. N13 rồi. Đấy. Đây. Mã này sẽ là N14 này. N14. N14. 120.000, 120k. N14 nhá, 120.000. Đấy. Mã này cũng vậy thôi. Mã này là N15, dây to hơn. Đấy, dây to hơn rất là to này. N15 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy. N15 này. Giá sẽ là 130k nhá, 130k cho cái mã N15 như này. 130.000. H12 này. H12 120.000 này, đó. N16 này cũng 120.000 luôn. N16 120k, đó. Bán đồng giá cho các bác luôn, đó. Con này là N17 này. Giá sẽ là 80.000 này. N17 80k nhá. 80k cho cái mã N17 như này. Đấy, lên cho em là N17 giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì mã N18 này cũng 120.000 luôn. N18 120k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là mã cái này thì nó là một cái dòng dây ổ nối này. Đấy. Tiếp theo là mã H7 này. H7 130.000. Về cho các bác giá còn 100k nhá, 100.000. Thanh lý nốt cho các bác này. Đấy, dây to, nguồn to, dài. Đấy, rất là xịn luôn. Về nhà các bác có thể dùng cắm trực tiếp. Đấy, rất là ngon nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mã con này rất đẹp này. Dây mới trắng đẹp chưa? Đó, dây mới trắng đẹp các bác này. Con này thì sẽ là N22 này. N22. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con N22 như này. Tiếp theo là con N23 70.000. N23 70k nhá. 70k cho con N23 như này. Đó. Con này là N24 nhá. N24 60k. 60k. Đó. Tiếp theo là con N25. N25 con này 50.000. N25 này. N25 50k. 50.000 nhá. Đấy, con này sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì đây, con này thì nó sẽ là N26 này. Có cả ổ cắm cả công tắc luôn. Thanh lý nốt cho bác giá 100k. N26 100k. Đó, 100k. Con này nó sẽ là mã số 7 này, 210.000. Đấy, dây nó sẽ là dòng dây nguồn như này, hai dây dây nguồn như này. Đó. Đây thì một số mã dây nguồn nữa. Đó, con này thì sẽ là mã N28 này, thanh lý nốt cho các bác này, N28. 1 2 3 4 3 ổ cắm, N28 này thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 40.000. N28 40k nha. 40k cho N28 này. Đó. Còn hai con này thì rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì lên cho em là N29 này. N29. Con này sẽ là 70k nhá. 70k cho con N29 như này. 70.000. Đó. Dây trắng đẹp luôn. Đó. Rồi. Ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 lên bên em sẽ bao ship. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sản phẩm giấy lau giày các bác. Đây, một bịch của nó thì nó sẽ là 30 tờ. Đấy, theo như mặc định đây thì là 30 tờ. Còn đấy, về nhà các bác chỉ việc là bóc ra cho em này. Sau đó mình lấy cái tờ giấy này ra này. Lấy tờ giấy này ra. Đó, mình có thể là lau giày, lau dép, lau bàn, lau ghế đều được hết nhá. Đặc biệt là các bác lau về phần kính thì rất là sạch luôn. Và đây em sẽ mô phỏng trực quan sinh động luôn nhá. Đấy, đây là cái
chiếc dép của em nó rất là bẩn này. Đấy, dép của em nó rất là bẩn nhá, các bác có thể quan sát trước và sau nhá. Đó, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó, mình lấy anh cái gì à? Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó, đây. Thì cái này của nó thì nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông, xà phòng, rồi là các cái chất tẩy rửa để nó giúp làm sạch thôi nhá. Đấy, thế là em sẽ đánh đi này, đánh đi, đánh đi đấy, cái dép của em nó rất là bẩn luôn. Đó, thì em sẽ đánh sạch đi cho các bác xem. Đấy, các bác chỉ cần là đánh đi như này. Nếu mà cái nào mà nó bẩn quá thì các bác để một lúc nhá, để một lúc cho cái xà bông này nó ngấm vào, nó ngấm vào, sau đó thì các bác đánh sạch đi cho em là ok. Đấy, các bác cứ để cho cái xà bông nó ngấm vào. Đấy, đây, các bác quan sát này. Đấy, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, em mới đánh qua thôi mà nó cũng đã sạch đi rất là nhiều rồi. Đấy, so với bên này nhá, bên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, thì đây, hai chiếc dép đây. Đấy, các bác thấy không? Đánh đi cái sạch đi rất là nhiều luôn. Đấy, đôi dép than tổ ong huyền thoại của em nhá. Đấy, đôi dép than tổ ong màu cam huyền thoại bi tít nhìn lỗ các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn. Thì con này thì bên shop đang bán với bác cái giá đó là 20k nhá, 20k. Lên cho em là giấy lau giày nhá, 20.000. Và bên shop bán combo là 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch bằng 50.000. Giá rất tốt cho các bác luôn. Nên mã giúp cho em là giấy lau giày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì hai chức năng, vừa làm đèn ngủ vừa là để đuổi muỗi được luôn, rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi này nhá, 45k. Đó, vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bạt kích thước chiều ngang của nó thì sẽ là 1m và chiều dài là 2m nhé. Đấy, chiều dài là 2m, hơn 2m một chút. Và chiều ngang là 1m. Đấy, rất là rộng luôn. Chiều ngang là 1m nhưng mà nó sẽ có cái lòng ở giữa như này các bác này. Đấy. Đấy, khi các bác giở ra thì nó sẽ như này, thì nói chung là nó sẽ là hai chiều, nó đều là 2m hết nhé. Đều là 2m hết, rất là to luôn. Thì các bác phủ một con xe SH là xe to cũng rất vừa luôn. Đấy, kể cả xe SH to cũng vừa nhá. Rồi các cái dòng xe nhỏ, xe đạp điện đều vừa hết. Thì dòng này của nó sẽ là 50.000. Và nó sẽ là vải bạt nhé. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Nó là dòng vải bạt và có tráng ni lông. Có tráng ni lông cho nên là vừa chống nước vừa bền đẹp chắc chắn nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là 50.000 nhé. 50.000 cho một cái bạt phủ xe như này. Hàng to, rộng rãi, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Thì các bác có thể là phủ lên xe đạp này, xe máy này, hoặc xe đạp điện này, hoặc là các bác xe cộ mình để trong nhà, hoặc là các bác dùng mình đi làm thì mình cũng cho vào được hết các bác nhá. Đấy, cũng sử dụng được hết, nó rất là tiện. Và giá thì shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 nhá. À 50.000. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe này, đó. Bạt phủ xe. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Em các bác, đây các bác này, mua đấy. Hàng xem tham khảo và đặt hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua cho anh em nhé. Đấy. Đó, một con bạt phủ xe. Chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhé. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhé. Một con xe số nhá. Xe số, xe ga nói chung là chơi được hết anh em nhá. Giá thì cực tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Con này gấp vào nó rất là nhỏ gọn thì anh em dùng nó rất là tiện nhé. Đây nhá anh em nhá, nhấp gấp vào nó sẽ rất nhỏ gọn như này anh em này. Nhỏ gọn như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là súng massage qua nhá. Đấy, các bác lên cho em là súng massage. Nó là hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên là bên em gọi nó là súng massage nhá. Súng thư giãn. Súng thư giãn các bác nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn này. Giá là 170k thôi. 170k cho một em súng thư giãn như này. Em này thì rất là tiện. Hàng thì nó sẽ là hàng có 6 chế độ và có
bốn à có bốn đầu dung nhá, bốn đầu dung các bạn. Đấy, có bốn đầu dung như này. Khi các bác về sử dụng thì nhấp lì cho nhá. Đấy, nhấp lì sau đó thì tăng cấp độ, đây sẽ có 6 cấp độ dung. Đấy các bác thấy không? Dung này. Ghê chưa? Dung rất là mạnh nhá. Đấy. Đấy. Đấy các bác thấy không? Dung dày luôn. Đó thì con này về các bác có thể dùng để massage cổ vai gáy, các bắp tay bắp chân, nói chung là đều được hết nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 170.000 thôi. Kèm cho các bác là một củ sạc này, động cơ là động cơ dây đồng không chổi than, rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, dây đồng không chổi than, có kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác dùng để massage cổ vai gáy, bắp tay bắp chân đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao này. Đấy. Con dao chặt đây, hàng của Nhật, thương hiệu Seki. Đấy, đây. Thương hiệu Seki này. Con này thì nó sẽ nặng khoảng đặt trên cân cho anh chị. Lên. Cứ đặt đi để trừ bi đi. Con này thì nó nặng khoảng 7 lạng các bác nhá. Đấy, nó nặng khoảng 6 đến 7 lạng, 6 7 lạng, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đấy, made in Japan. Chữ này của nó là chữ made in Japan, hàng của Nhật đấy nhá, chữ made in Japan này. Đấy. Con này nặng khoảng 6 đến 7 lạng. Con này thì chặt cực kỳ đàm tay luôn. Dày thì nó vào khoảng là 4 5 ly nhá. 4 5 ly khá là dày luôn đấy các bác. Đấy, con này thì chắc khoảng 5 ly, rất dày luôn. Thì các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Lên cho em là dao chặt gỗ. Chặt gỗ, cán nó bằng gỗ nên em gọi nó là dao chặt gỗ này. Chốt 3 đinh như này. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con dao chặt gỗ, hàng của thương hiệu Seki như này. Logo của hãng đây. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đó. Một thân kéo như này, một cái dây để các bác kéo này, một lưỡi cưa nhá. Một lưỡi cưa luôn. Lên thì em là kéo cành trên cao, giá thì chỉ có 130k thôi. Giá rất rẻ các bạn, mỗi kéo to đẹp như này mà giá chỉ 130.000 thôi. Về nhà các bác cho cán sắt, cán gỗ, cán inox vào đây đều được hết nhá. Đấy, đây em sẽ có video thực đây các bác nhá. Đấy, về nhà các bác lắp cho em cái xào vào này, xào gỗ hoặc là bằng sắt hoặc là bằng tre đều được hết. Đấy, đưa lên mình cắt này rất là ngon luôn. Các cái cây cành trên cao các bác cắt nó rất là tiện, đừng các bác đừng trèo lên cây rất là mất an toàn nhá. Đấy, mình thích cắt tỉa cây thì mình chỉ cần lắp vào như này là cắt tỉa thôi, lắp đặt dễ dàng, dùng cực kỳ là ngon và kéo lực đẩy rất là tốt nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đây nó sẽ là một con cân rất là tiện ích này, hàng nội địa của Nhật nhá. Kính cường lực, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào cho em này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái con cân sức khỏe này thôi. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 100k nhá. Cân được tổng là 180 cân. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Sau đó thì mình bật lên là mình sử dụng thôi. Đấy, bật lên là mình sử dụng cho em nhá. Đây, em sẽ cân test thử cho các bác xem luôn. Đó, con này nó có cả cập nhật nhiệt độ luôn đấy các bác này. Đấy, cập nhật nhiệt độ đang là 22 độ C này. Đấy, cân được 180 cân tổng thể nhá. Cân nặng của chủ shop hôm nay đang là 67 cân. 67 cân các bác nhá. Đấy. 67 cân so với bình thường là em cũng đang giảm được khoảng gần 2 cân các bác nhá. Đấy. 67 kg các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000 cho con cân sức khỏe như này. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn. Có cả cập nhật nhiệt độ luôn. Cân được tổng là 180 cân. Đấy, tổng là 180 cân. Và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Có cả cập nhật nhiệt độ cho các bác này. Đấy, nhiệt độ này. Rất tiện ích luôn nhá. Pin thì rất là bền, các bác lắp một đôi pin này dùng cho em 1-2 năm thoải mái. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật, đây nó sẽ là một con đèn cao cấp nha, hàng của thương hiệu Japan các này, Police Made in Japan đó. Thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái đèn sáng ở bên hông này. Đấy, rồi chế độ nhấp nháy cảnh báo này, rồi đèn sáng đằng trước này. Các bác cứ giữ lì cái phím này cho em là nó sẽ chuyển nhá. Có cho các bác một cáp sạc này, rồi có cho các bác là chế độ phá kính này, chế độ cắt dây này. Đấy. Rồi rất là nhiều các cái chế độ khác nữa các bác nhá. Đó, rồi có chế độ cho các bác là còi hú này. Đấy, rồi la bàn này. Còi hú này, la bàn này, nói chung là rất là nhiều chức năng luôn. Mà con này thì giá chỉ có 180.000 thôi.
180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có cả tấm pin năng lượng mặt trời đây. Pin đang sạc, đang đèn xanh như này. Đấy, dây đeo, dây rước đàng hoàng. Nói chung là con này nó sẽ là một con đèn đa di năng và rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc anh em làm thợ làm nghề, hoặc là các bác đi xe đi cộ, có rất là tiện, có chức năng phá kính luôn. Giá sẽ là 180k. Lên cho em là đèn cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này. Cảnh sát Nhật giá sẽ là 180.000 một con như này, rất ok cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mặt hàng. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn, hàng về ngập tràn. Đấy, các cái mặt hàng Tết phục vụ các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên thì em bên cho bác đó là cái massage chân các bác nhá. Đấy. Cái này là các bác gọi là massage chân được, mà gọi là thảm massage cũng được. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng thảm như này, và nó sử dụng bằng cả là bằng điện, và nó là dạng là bằng pin như này nhá. Đấy, nút màu đỏ này là nút bật nguồn này, à nút dấu cộng này, nút bật nguồn, nút dấu trừ này, nút tắt nguồn này. Đấy, còn chữ M này thì các bác sẽ là thay đổi chế độ nhá. Các bác lắp vào đây cho em, lắp vào hai cái mắt này. Và cái này thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là, cái này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá, giá sẽ là 60k. Lên cho em là thảm massage, massage chân thôi, massage chân này. Massage chân giá sẽ là 60k nhá. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì sẽ là 160.000 cho một bộ như này. Sản phẩm thì nó sẽ là thép CLV không gỉ, mạ chrome, sáng bóng đẹp, vừa đẹp vừa bền đẹp vừa chắc chắn. Và giá rất hợp lý nha, chỉ có 160.000 cho một bộ này thôi. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nguyên một cái tay lắc như này đã phải mất cả 100 đến 120.000 này coi nhá. Đấy, mà bên shop bán cho bác cả một bộ như này, bao gồm cho bác là một tay công này. Đấy. Đấy, một tay công một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá. Một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu như này. Khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24. Đó, các bác có thể lắp trực tiếp này được luôn, lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể lắp vào cái tay nối dài này để đưa vào các cái vị trí xa này. Đấy, các cái vị trí xa thì mình đưa con nối dài này vào. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là khẩu 12 chi tiết nhá. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái tay công này thôi đã phải 120-150 rồi. Thế mà một cái bộ khẩu 12 như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khẩu 12 nhá. Khẩu 12. Khẩu 12 160k. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái LED pháo hoa nhá. LED pháo hoa. Đây, đấy. Nó rất là đẹp luôn. Các bác lắp đặt thì rất là dễ dàng. Và giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180k cho một bộ LED pháo hoa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy. Lắp lên nó sẽ như này. Giải áp thì giải áp không có cái giải được kìa.
đấy, rất đẹp luôn, có thấy không? Đấy, lắp lên nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác sử dụng nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một bộ led pháo hoa này thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng và sử dụng thì cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tuyệt vời luôn nha. Các bác có thể dùng điều khiển trực tiếp này hoặc là dùng qua các app nha. Ok, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 mũi như này. Một hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, một hộp 5 mũi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 5 mũi khoan đa năng đen như này. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen. 1 2 3 4 5 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen rất là tiện ích luôn. Mũi khế các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi đường này. Giá thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Lên trên là hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? À, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái thuốc trị thuốc bôi trĩ các bác nhá, thuốc bôi trĩ. Đấy, thuốc bôi trĩ thì nó sẽ là dạng kem nhá. Bác nào chuyên bị trĩ nội trĩ ngoại này, đau bôi trĩ rồi co bôi trĩ, xa bôi trĩ các bác dùng cái này cho em. Đấy, trĩ nội trĩ ngoại đều dùng được hết nhá. Đấy, đau co rồi xa bôi trĩ các bác dùng cho em đều ok hết nhá. Nó là dạng kem, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đấy, kem dùng rất là tốt và an toàn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bao nhiêu nhỉ? Một cái lọ thuốc kem trĩ như này giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k. Cái này thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về thôi. Và giá rất hợp lý nhá, 30k. Đấy, bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ đều dùng được hết nhá. Hàng của Ditami các bác này. Đấy, rất là tiện ích và an toàn cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Đấy, thì hôm trước hết hàng, đợt này mới lại có hàng về nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay bằng tre này. Tiếp theo là một cái khăn này, một cái khăn lau này, một cái âu để các bác một cái khay đựng nước này. Đấy. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên. Cái chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi, chuyên trong lòng bàn tay này các bác nhá. Đấy, một chuyên này. Đấy, tiếp theo là một cái hũ đựng trà này. Hũ đựng trà này thì so với cái chuyên này thì các bác sẽ pha được từ 3 đến 5 chuyên trà này. Đấy, và 6 cái chén nhé. Đấy, 6 cái chén. Sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng đất nung nhé. Bằng đất nung. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, 6 cái chén này các bác này. Đấy, đấy, 6 chén như này. Đấy, combo cho các bác là 6 chén luôn. Đấy, 6 chén như này. Bằng đất nung rất là đẹp này. Đấy, chuyên chiếc của nó rất là ngon luôn. Và có cả bình đựng chè luôn nhé. Chuyên rất là ngon luôn. Đấy, đất nung của Nhật nhá. Có cả bình đựng chè luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời nhé. Các bác lên cho em là ấm mặt trời này. Giá sẽ là 140k. Đó, ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Rất tiện ích luôn. Đầy đủ khăn rồi giấy lau này, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một típ thôi. 40.000 cho một típ kem đánh răng. Cái gì? Đây nó sẽ là một dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đây, của Median của Hàn Quốc này. Đấy, đây, Made in Korea này. Made in Korea. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đây, 120g Made in Korea này. Tỷ lệ làm trắng răng của nó thì lên tới 93% luôn. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy. Đây. Đấy, chất liệu của nó thì kem trắng như này nhá, kem trắng như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng không có niêm phong nhá. Hàng không có niêm phong đâu. Cho nên là các bác cứ sử dụng thôi. Đấy thì hàng không có niêm phong đâu. Không, nhiều lúc về các bác nhận hàng các bác lại bảo là dùng giả thì nó không đúng. Hàng nó chỉ có như này thôi, nó không có niêm phong vậy nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một típ kem đánh răng như này thôi. Dung tích của nó là 120g, Made in Korea nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái bình để đựng nước này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi.
80.000, hàng inox 304, giày dẫn chắc chắn, nắp có gioăng cao su như này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nắp có gioăng cao su rất chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. 80.000 cho một con bình như này. Giá siêu rẻ luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước uống này, đựng nước lọc này. Đấy, hoặc là đựng các cái loại trà. Đấy, con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu cô nhé, không có tính năng giữ nhiệt đâu. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, chỉ có cho các bác là 80k thôi, 80k cho một con bình như này, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15k, 15.000 cho một con lọc rác inox như này, 15.000. Con này thì rất tiện ích các bạn, các bác có thể dùng để mình cho vào cái chậu rửa bát ấy. Đấy, chậu rửa bát nhà mình ấy là mình cho vào mình dùng để mình lọc rác thì nó cũng rất là tiện. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái lọc rác như này thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bác dùng cái thường thì nó rất là bẩn thỉu nhưng mà cái này các bác dùng đấy, đặt vào cái là nó chảy xuống là rác nó sẽ đọng lại luôn và thoát nước nhanh, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 15.000 thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác các cái mẫu khò ga nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng. Đó. Mẫu khò ga thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái khò ga trắng này, khò ga trắng. Con này thì sẽ là 50k. 50k cho một chiếc khò ga trắng như này. Giá thì chỉ có 50k này thôi nhá. Đó, giá sẽ là 50k một chiếc khò ga trắng như này. Con này thì nó cũng là dòng đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động hết các bác này. Rất là tiện ích luôn, dòng đánh lửa tự động 50k một chiếc như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng này. Đó, 50.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu khò ga đại này. Đấy, khò ga đại nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật đây, Kabushi Japan này. Đó, con này thì sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái mẫu khò ga đại như này. Con này cũng rất tiện ích sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, 120.000. Con này thì nó to hơn. Đấy, cái đầu tiếp xúc lửa của nó, đầu đồng to hơn, dày dẫn hơn và to hơn thì sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Cho nên là các bác dùng ít thì mua con 50.000, dùng nhiều thì phải mua con 120 này. Ngoài ra thì nó sẽ có một con bằng đồng như này. Con bằng này là nó sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối. Con này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác phải tự động mồi bằng máy lửa, mồi bằng lửa bình thường tại vì con này nó sẽ không có đánh lửa tự động. Nhưng mà ưu điểm của nó sẽ là một cái hàng đúc trực tiếp như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là bền nhá. Rất là bền bỉ và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất bền bỉ chắc chắn, hàng đúc đồng như này. Kết hợp với các loại bình ga mini của Việt Nam mình là đều vừa hết nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng này, giá sẽ là 80k nhá. 80k trong chiếc khò ga đồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đá mài của Nhật nhá. Đá mài của Nhật, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Đấy thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là độ mịn là 5.000, 10.000 và một mẫu là độ mịn 3.000, 8.000 thì bên shop sẽ lên nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Thì cái mẫu đá đỏ này sẽ là 70.000 đúng không? Đá đỏ này sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ sẽ là 70k. Đó, và độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đó, hàng thương hiệu Katashiwa made in Japan này. Con này mài dao thì siêu sắc siêu bén cho bác luôn. Ngoài ra thì con này là cái đá vàng này thì cao cấp hơn một chút nhá. Độ mịn là 5.000, 10.000. Các bác lên cho em là đá vàng này. Đó, đá vàng. Đấy, độ mịn của nó sẽ là 5.000 trên 10.000 và giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một viên đá vàng như này. Đấy, thì các bác muốn lấy đá đỏ thì lấy mà lấy đá vàng thì lấy. Đấy, độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén cho các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho viên đá vàng như này thôi. Và 70.000 cho một viên đá đỏ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Có miếng cao su lót như này các bác để trên nền mình mài dao nó khỏi trơn trượt. Rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy, bật lửa ngọc. Nó có hình viên ngọc như này. Và con này về nhà các bác đổ xăng vào cho em nhá. Đấy. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào hoặc là dầu đốt vào cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, có sẵn đá này rồi. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có hình viên ngọc như này. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Con này thì sẽ là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này, có một màu thôi à. Đấy, 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là có màu bạc không? Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu vàng. Con này mang ra để gắn cái ấy vào. Lấy cái
cứ để trên ấy tí anh gắn đó. Cứ mang ra ngoài, mang cái bàn đi. Đấy, nó sẽ có màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng màu bạc này các bác lấy màu nào thì lấy này. Đấy, các bác lấy màu nào thì lấy. Màu bạc này thì em còn có ít thôi, chủ yếu là màu vàng thôi nhá. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái dòng bật lửa, đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là bật lửa đồng hồ. Sẵn đồng hồ luôn. Con này thì nó sẽ là dùng ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và con này ở đây thì nó sẽ có thêm cho các bác một cái đồng hồ. Có một cái đồng hồ và có đèn sáng nhá. Có đồng hồ có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đồng hồ có đèn sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bật lửa như này, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100k. Lên theo là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con thước laser nhá. Đấy, thước laser. Thì đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích. Bên em bán rất là nhiều rồi, em cũng giới thiệu nhanh qua cho các bác thôi. Đó, con này thì nó sẽ là một cái dòng thước mà các bác dùng đa di năng luôn. Có 3 thước này, nghiêng, đứng này, nằm này. Đấy, thước đo livo nghiêng đứng nằm này. Có một con thước rút nhá, có một con thước rút này các bác này. Đấy, thước rút 2,5 m. Đấy, một con thước rút 2,5 m như này nhá. Đấy. Và có một cái thước đo 15 cm này, một thước đo 15 cm và một cái thước đo này theo số của tây này. Đấy, và về nhà các bác giật cái lót này ra cho em. Đấy, giật cái lót pin này ra và các bác bật lên thì đây nó sẽ có cái tia laser như này nhá, có cái tia laser như này. Đây. Thì các bác có thể đo góc vuông này. Đấy, đo góc vuông này. Đấy, hoặc là đo cạnh đứng cạnh nằm nhá. Đấy. Khi các bác đo các cạnh thì các bác gạt cái này cho em này, gạt cái này nhá. Đấy, gạt cái này lấy cạnh đứng này. Đấy, gạt xuống này lấy cạnh nằm này và gạt đi giữa này là lấy góc vuông nhá. Thì các bác cứ gạt cái tia này đi cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái nấc ở đây các bác gạt đi cho em để mình lấy đứng nằm nghiêng. Đó, và công tắc bật ở đây. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá, thước laser. Đấy, 90k cho một em thước laser như này. 90k. Đấy. Giá của nó sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá. Thì em lên cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì nó rất là tiện, các bác quan sát trên video này. Các bác có thể lau bàn bếp này, lau dọn vệ sinh này, sau đó thì nó sẽ tự vắt như này. Treo lên rất là tiện ích luôn. Đó. Và có thể xoay được nhá. Đấy, bàn bếp các thứ bẩn này các bác chỉ cần gạt vào cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình lau chùi đi, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, không thể tin nổi luôn. Đây em nó đây các bác này. Đấy, về nhà các bác nhận được hàng thì nó sẽ là một cái tay giờ như này. Các bác lắp vào cho em. Đây, lắp vào đây như này. Đấy, lắp vào này rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này vào là xong. Đấy, đặt xuống là đẩy cái lẫy này là nó trượt vào là xong nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây, khi các bác vắt thì mình sẽ kéo vào như này, nó sẽ vắt vào này. Đấy, bỏ ra thì mình sẽ bỏ ra mình lau dọn như bình thường. Đấy, lau như bình thường nhá. Con này thì nó thấm nước rất là tốt luôn. Đấy, lau xong thì các bác lại vắt mình cho vào, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40k. Cái này thì em vừa cho các bác xem video rồi đấy. 40.000 cho cái chổi lau bàn bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao 3 con nhá. Thì các bác có thể mua theo combo 3 chiếc này. 3 chiếc như này, hoặc là các bác có thể mua từng con một tùy theo. Đấy. Thì nếu mà các bác mua 3 con này thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao sim tận nhà. Xé cho anh tờ giấy. À đây. 260.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260.000 cho 3 con dao cán gỗ như này, 260.000. Đấy, còn nếu các bác mua lẻ thì con dao thái này của nó sẽ là 80.000 nhá. Hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con thái này là 80.000, chiều dài khoảng 30 cm, bản của nó khoảng 4 cm nhá, chiều dày khoảng 2 ly. Hàng của Nhật đây, Japan này, Seiki Japan. Con này thì sẽ là 80k nhá. 80.000 các bạn. Đây, con này sẽ là 80.000 này. 80.000. Còn con này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, là con này nó sẽ là dao gọt nhá. Con dao gọt này thì giá chỉ có 40k thôi. Đây, 40k cho con dao gọt này các bạn này. Đấy, 40k. Đấy, còn các bác mua con dao chặt thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt thế này, Seiki Japan made in Japan này. Con dao chặt này nặng khoảng 7-8 lạng. Cực kỳ là đầm tay luôn, 7-8 lạng đến 1 cân nhá. Đấy, thấp nhất là phải có 7 lạng cho các bác luôn. Chặt cực kỳ là ngon, đầm cay luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan này. Đấy, Seiki Japan. Hộp tiếp các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Seiki Japan made in Japan, chữ khắc chìm này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 con này thôi. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con thì sẽ là 260 thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, con này 80.000 cộng với con này 180 đã là 260 rồi. Mà bao ship thì ngẫu nhiên là được tặng thêm con này nữa. Đấy, thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260.000. 3 dao cán gỗ 260.000. Đấy các bác nhá, rất là rẻ thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái con khoan cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy.
lên mã giúp cho em đó là khoan mini, rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu khoan như này. Con này có thể xoay đảo chiều nhá. Xoay, các bác nhấn vào đây này, nhấn cái lẫy này cho em để xoay đảo chiều từ hình khẩu súng sang hình thẳng như này. Đấy, rất là tiện ích nhá, và có đảo chiều luôn. Và các bác lắp cho em cái mũi vít này vào này, lắp mũi vít này vào. Các bác mua một cái bộ này thì sẽ có rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác, thì rất là tiện ích luôn nhá. Cực kỳ là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Các đầu vít này, mình không thích thì mình lại ấn cái này để mình xoay ngược trở lại này. Đấy. Sẽ có cho các bác là đầu vít này, đầu vít, đầu mũi khoan này, đầu khẩu này, rồi là một cái bộ 30 đầu vít như này. Đấy, combo cho bác giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 mà mình có tới là rất nhiều chi tiết cho các bác luôn. Và đây thì sẽ có cho các bác một con tay lắc như này nữa. Con tay lắc để đưa vào vị trí khó mình khoan mình đục này. Đấy. Giá sẽ là 180.000 cho cái bộ khoan mini này nhá. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái phích đun sôi nhá. Thì đây nó sẽ là một con phích rất là tiện này, để cho các bác đun nước rồi giữ nước cho các bác luôn, giữ nóng luôn. Đấy, thì em gọi nó là phích đun sôi tại vì nó vừa là đun nước vừa là giữ nóng luôn. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Đây, công suất của nó sẽ là 1500W này, sử dụng điện 220V này, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Xoáy nắp ra này. Đấy, xoáy nắp ra, cho nước cho vào xong là đó là mình đun này. Mình đun xong thì mình cứ để này thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và giá thì cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác nhá. Đấy. Đây, nhấp này là nó sẽ ra nước này. Đấy. Và cái này của nó thì cơ chế là nóng là tự ngắt nhá, nóng tự ngắt. Các bác chỉ cần đặt lên này nó ăn lẫy rồi, nóng nó tự ngắt. Đấy, và các bác không thích là để nóng liên tục thì các bác bỏ ra, khi nào mình cần thì mình đặt vào. Giá chỉ có 180.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180.000, bỏ trong cái phần lồng. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Phích đun sôi này. Phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000 một chiếc nhá. Đấy, đây. Dung tích 3 lít này, 1500W này, điện 220V. Đó. 3 lít cả vỏ, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, mặc định nhà sản xuất là 3 lít đây, nhưng mà nó là 3 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cặp lồng, các bác có thể mang cơm đi, mang đồ ăn đi rất là tiện. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có 180.000 thôi, quá rẻ luôn. Đấy, các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, mang thực phẩm đi, hoặc là có thể nấu chín cơm được luôn nhá. Đấy, nấu chín cơm cũng ok. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là hai tầng. Đấy, hai tầng như này, và đây nó sẽ là có dây nguồn cắm này, rồi đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đấy, đây. Thì về nhà các bác đổ nước vào đây cho em, đổ nước vào đây. Sau đó thì mình có thể cho cơm, cho gạo vào đây nấu bình thường nhá. Bình thường nếu bây giờ các bác đi mua cho em một cái ô inox xịn như này thôi đã phải mất 30.000 một chiếc rồi. Thấp nhất là 30.000 một cái chiếc ô inox xịn như này, là 4 chiếc là 120 rồi. Thế mà đây mua cả combo như này, cả một cái nồi như này. Đấy, công tác bật ở đây, cắm điện ở đây, có sẵn dây cho bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện đẹp như này, chất lượng như này, rẻ như này, mà giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy. Mà các bác không mua ở đây thì mua ở đâu nữa, đúng không ạ? Đẹp, rẻ, chất lượng như này, 180.000, cắm điện trực tiếp điện 220, mang cơm mang đồ ăn đi mình hấp đun. Đấy, hoặc nấu cơm trực tiếp thì bỏ cơm vào đấy nấu trực tiếp luôn, cũng rất là ngon. Đây, 180.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đây, công suất của nó sẽ là 200W, điện từ 110 đến 220V, 50Hz, dung tích là 2 lít các bác nhá. Rất đầy đủ thông số kỹ thuật luôn. Đây, lên cho em là cặp lồng hấp nhá, cho cơm đồ ăn vào đây. Cặp lồng hấp giá sẽ là 100 à cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện. Xin lỗi các bác, cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện 180.000. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3 màu nhá. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đây. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lên theo là bóng 3 màu. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu luôn nhá. 3 màu như này. Sẽ bị lỏng à. Đấy, có cho các bác là 3 màu luôn để cho các bác lựa chọn này. Lấy cho anh cái đuôi khác xem nào. Có 3 màu cho các bác luôn. Đây các bác nhá, các bác lên theo là bóng 3 màu, công suất của nó sẽ là 12W nhá, 12W siêu sáng luôn. Đó, nó sẽ có 3 màu. Sẽ có cho các bác là màu trắng này, màu vàng và màu đỏ. Đấy, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Sẽ có 3 màu như này. Công suất của nó là 12W. Các bác có thể sử dụng màu nào cũng được. Đấy, màu trắng này. Màu trắng rất là sáng luôn, 12W các bác nhá. Sáng đến màn hình điện thoại này còn không phân giải được luôn. Đó, rất sáng. Tiếp theo là màu vàng này. Đấy, màu vàng đây. Và tiếp theo nữa là màu đỏ này. Đấy, màu trắng, màu vàng này. Màu vàng và màu đỏ nhá. Nó sẽ có 3 màu. Đấy, thì có 3 màu như này.
Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Lên mã giúp cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000, rất là rẻ thôi. Công suất là 12W, dùng nó rất là tiện. 12W nhá. Đấy, giá sẽ là 30k. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này. Bóng 3 màu, giá sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo như này, em vừa bật thử cho bác xem rồi đấy. Có công tắc này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, tắt bật rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 35k. Lên cho em là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo 35.000 cho một chiếc đuôi lò xo như này, cũng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem vít xanh nhá. Một bộ sẽ bao gồm cho bác là 30 đầu vít này, một tay nối dài và một tay nối dài và một tay tay đầu vít như này, tay vặn như này. Giá thì chỉ có 40k thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ rất là nhiều đầu vít, các bác làm thợ làm nghề sửa chữa thì nên có cái bộ này để mình làm thợ làm nghề sửa chữa, hoặc các bác thích chế cháo lạt vặt. Giá sẽ là 40k, lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh. Giá sẽ là 40k cho cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao để các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả làm nộm này, hoặc là các bác dùng trực tiếp mình thái rau, thái các thứ cũng được. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng thương hiệu kiwi của Thái này, đấy, hàng kiwi của Thái Lan. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này các bác chuyên dùng để mình thái các cái loại rau này, hoặc là thái các cái rau củ quả đấy. Rau củ quả thì nó sẽ tạo hình sóng như này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em là dao thái củ quả nhá. Lên cho em là dao lượn sóng nhá, dao lượn sóng. Đây nó sẽ là hình sóng như này thì khi các bác thái ra củ quả nó rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao lượn sóng này, dao lượn sóng. Dao lượn sóng nhá, giá của nó sẽ là 40k một chiếc. Đấy, 40.000 cho một con dao lượn sóng như này, hàng của thương hiệu Kiwi của Thái Lan. Đấy, vừa sắc bén và vừa dùng để mình thái rau tạo hình hoa quả này, hoặc các bác có thể thái rau trực tiếp được luôn. Đấy. Đấy, các loại rau dợ hoặc là gọt hoa quả cũng rất là ok thôi, chẳng có vấn đề gì cả nhá, cũng rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một con dao của Thái như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Kiwi của Thái Lan nhá, rất đẹp. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây nó sẽ là một cái hộp găng tay như này. Số lượng của nó thì từ 180 đến 100 cái nhá. 80 đến 100 chiếc. Các bác mua về mình dùng dần để mình gọi là sử dụng để chế biến thực phẩm đồ ăn này, hoặc là các bác dùng đa di năng dọn dẹp vệ sinh cũng được, đều ok hết, nó không có sạc. Các bác dùng vào cái việc gì nó phù hợp là được. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng lụa. Túi bóng lụa nhá, có độ mềm, có độ dai nhất định, cho nên là các bác dùng nó rất là đã. Đấy, không lo bị rách. Đấy nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cái hộp găng tay như này thôi. Số lượng của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất tiện luôn. Bỏ cho anh cái bình tông này. Đây các bác đeo vào nó rất là tiện này. Đấy, đeo vào nó rất là tiện luôn. Đấy, đeo vào nó rất là tiện như này. Tay em là tay nam mà rất là to mà đeo còn vừa nhá. Nói chung ấy là con này khi mà các bác sử dụng ấy nó rất là hợp luôn. Vừa ôm. Thứ nhất là làm chế biến thực phẩm thức ăn, hoặc là dọn dẹp vệ sinh, hoặc là làm các cái công việc liên quan đến hóa chất. Đấy thì các bác cũng dùng được hết nhá. Bên theo là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông của Nga, CCP của Nga đây. Con này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Rất đẹp, rất mới cho bác luôn. Đấy. Thép không gỉ nhá, dung tích của nó là 2 lít. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ là nắp liền, cho nên là các bác không lo bị mất nắp này. Đấy, và có gioăng giếc hết luôn, gioăng cao su. Các bác có thể dùng để mình đựng rượu, đựng bia, đựng nước ngọt. Đấy, hoặc là mang nước đi học đi làm. 2 lít một ngày thì uống hết cho em một bình này là ok. Hoặc là các bác nào uống nhiều hơn thì sáng một bình, chiều một bình. Một ngày uống từ 2 đến 4 lít nước mà. Đấy, thì các bác cứ sáng một bình, chiều một bình là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Có quai đeo như này. Có quai bằng da như này nhá, quai bằng da, túi bằng da như này đeo rất là đẹp. Các bác mua để đi nhậu, đi nhẹt các thứ rất là ok. Bình tông nhá, lên cho là bình tông 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mẫu ấm pha trà nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại nước uống đều ok hết nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít tròn nhá, 1 lít tròn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn, giá rất yêu thương. Đấy, bên ngoài sơn tĩnh điện, bên trong inox 36 nhá. Đó, inox 36 rất đẹp các bác. Giữ nhiệt tốt nhá. Các bác dùng để mình
pha trà, pha cà phê, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con lưới lọc như này, một con lưới lọc này rất là tiện ích nhá. Các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại đồ uống vào đây mình pha là nó sẽ giúp cho các bác là lọc được luôn, nó rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt rồi, chỉ có cho các bác là một con ấm pha trà như này, cái giá của nó chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá, 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, 110k cho một con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là ra đưa cho anh cái máy. Đấy, con máy xay khô nhá. Qua lên theo là máy xay khô. Đây nó sẽ là một con máy như này rất là tiện ích để cho các bác sử dụng khi mà mình xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt. 250W điện 220V, 50Hz, 120.000. Đấy, rất là nhanh lẹ cho các bác luôn. Đây, sản phẩm thực tế đây. Bây giờ em sẽ xay gạo cho các bác xem nhé. Đây, qua đây. Đấy. Đây, thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Đây. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe nha. Các bác có thể xay gạo, xay tiêu, xay điều, xay cà phê này. Đấy, đây, em xay có một tí mà nó nhỏ tăng này luôn. Rất là tiện nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để xay khô thôi. Đây em đang xay gạo nhá. Gạo là một trong những cái loại hạt rất là rắn mà xay tí cái là nó đã tơi ra như này. Rất là thích luôn. Đấy, và cái nắp này của nó sẽ là nắp ăn lẫy nhá. Các bác nắp đúng lẫy này cho em thì mình nhấp nó ra này. Đấy. Giá thì chỉ có 120.000 cho mấy em máy xay khô này thôi. 120k. Rẻ như cho luôn các bác nhá. Đấy, 120.000 cho mấy em máy xay khô như này. Dùng rất là tiện ích và sướng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Con này thì nó sẽ có lẫy khóa này, các bác mở cái lẫy khóa này ra cho em này. Đấy, và các bác nhấp này. Đó, và lửa nó sẽ ra ở đây. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga cho em, bơm ga vào đây. Đó. Thì con này các bác dùng để mình mồi này, mồi lửa này, hoặc là các bác mang đi du lịch để mình nhóm lửa các thứ, nói chung là rất là ok luôn. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180k cho một con bật lửa đại ca như này. Tên cho em là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đấy, con này về nhà các bác cũng phải tự bơm ga giúp cho em nhé, tự bơm ga và giúp cho em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái led kim cương nhé, led. Các bác lên xem là led kim cương. Con này thì nó sẽ có là một dòng là 7 màu và một dòng là led vàng. Đấy, một dòng 7 màu và một dòng led vàng. Đây nó sẽ là dòng led vàng này. Đấy, quận dài của nó từ 3 đến 40m. Đấy, từ 30 đến 50m nhé, từ 30 đến 50m. Đấy, em cứ nói chung chung như vậy thôi. Tại vì nó về theo lô, có lô thì 30, 40, 50 tùy theo lô nhá. Nhưng mà thấp nhất phải từ 35 đến 40m các bạn. Đấy, đây. Đấy, nháy rất là đẹp luôn. Một quận này từ 35 đến 50m. Giá thì sẽ là 80.000 cho một quận led như này. Thì nó sẽ có hai màu, một là màu vàng nguyên như này, hai là 7 màu nhá. Đấy, hai là 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Con này thì rất là bền bỉ luôn. Các bác có thể dùng để dán đa di năng này, dán lên các cái thùng bị thủng vỡ này, hoặc là dán lên mái tôn, mái tường trần nhà đều ok hết. Giá sẽ là 40k. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k trên một quận như này. Đấy, keo 10, giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Tẩy ẩm thấp, đúng không? Đã có bằng kẹo X2000 siêu chống thấm, chống rụi. Bằng kẹo X2000 là sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Âu và Nhật Bản. Hiện nay, bằng kẹo X2000 đã có mặt tại Việt Nam. Bằng kẹo X2000 có thể sử dụng một cách vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch bề mặt cần dán ở nhà bạn như là cửa sổ, trần nhà và tường. Tiếp theo bạn bóc lớp vỏ chống dính của bằng kẹo ra, miết thật chặt, dán thật chặt và thế là mọi vấn đề về rột và thấm nước đã được xử lý một cách nhanh chóng. Rất tiện ích luôn luôn nha. Đây là miếng dán chống thấm nước chuyên xử lý các vấn đề chống thấm nước khác nhau. Con keo có tính năng có thể chịu nhiệt độ khác nhau, 40 độ đến 220 độ. Phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, có thể dán vào giỏ nước, dán cả sắt, 11 măng, chống vào vị nước. Thêm ngay vào giỏ hàng để tham khảo. Đó, giá này sẽ là 40k. Rồi ok.